xíu là vì vẫn còn đang tiếp đấy, các bác khách đang làm về giá về chiếc xe i30 các bác ạ. Ngày hôm nay hoan hỉ lắm luôn, em đi chốt được gần 10 chiếc xe rồi đó. Sáng ra là em đi đã chốt được một chiếc xe mui trần BMW đấy, đời 2008 của Hoa hậu Nguyễn Xuân My này. Và ngay đầu giờ chiều thì em đi lại chốt tiếp được một chiếc Accent đời 2014 phiên bản số sàn về cho anh Hải quê hương Thanh Hóa đó. Và từ buổi trưa cho đến buổi chiều hôm nay thì em đi lại chốt tiếp được Innova này, em đi chốt tiếp được Get này, em đi chốt tiếp được một chiếc Zio chốt cọc ở trên Line đấy cho anh cũng lại là anh Thanh ở quê hương Hà Tĩnh đã tin tưởng và chốt cọc cho em đi một chiếc xe nữa. Và tiếp tục bây giờ thì em đi lại đang chốt một chiếc xe gì ạ? Chiếc i30, Hyundai i30 cho anh chị chủ ở quê hương Hải Phòng đó, vẫn đang làm giá nhé các bác nhé. Hôm nay em đi lên muộn mất tầm 10-15 phút đúng không ạ? Hoan hỉ các bác ơi, mùng 2 đầu tháng nhá, hãy vào thả tim thả like lên và chia sẻ lên ủng hộ em đi đúng không ạ? Hôm qua không hiểu sao mà em thấy là hơi của mình cực kỳ là khỏe các bác ạ. Chiến đấu và live stream rất chi là trôi chảy luôn đấy. Nhưng mà hôm nay thì chắc là từ sáng giờ tiếp nhiều khách nên là giọng nó lại bị khàn mất rồi. Em đi rất mong là các bác vào xem like này, hãy thả tin thả like lên và chia sẻ ủng hộ em đi nhá các bác nhá. Nói chung là chợ em đi ấy thì hiện tại là đang về rất nhiều xe để bán phục vụ Tết mà. Nên là những dòng xe mà từ mấy chục triệu thôi đến tầm 5-700 triệu là có thể mua được xe rồi. Các bác mà đang quan tâm và tìm mua những cái mẫu xe nào thì cứ vào comment nhá, đúng không ạ? Comment mạnh mẽ lên, em đi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bác nhá. Đẩy view đẩy thuyền lên giúp em đi là các bác ơi, đẩy view đẩy thuyền lên giúp em đi nhá. Hôm nay em lên muộn rồi thì không để mọi người chờ lâu nữa, em sẽ vào live stream luôn, đúng không ạ? Zio nhà em đi còn thêm một siêu phẩm nữa đây này. Zio 2015 nha, em này là phiên bản số tự động đấy, biển Hà Nội đẹp luôn. Em này được có trang bị đèn gầm rồi, la răng đúc đẹp, lốp lắp mới, xi nhan trên gương, đăng kiểm dài đến tận tháng 6/2023 này. Đấy, bác nào mà muốn mua những dòng xe nhập khẩu này, sedan này và form dáng đẹp, tiết kiệm nhiên liệu nhá thì hãy gì ạ? Có thể tham khảo và tìm hiểu thêm về một dòng xe Zio này. Đi xe cực kỳ đầm và chắc. Zio 2015 phiên bản số tự động, động cơ 1.4 màu trắng đẹp, biển Hà Nội, xi nhan trên gương, đăng kiểm dài. Và em này thì bác chủ lên full đồ rồi các bác ạ. Đây, lên đầu đài màn hình, cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi. Có trang bị thảm trải táp lô này. Và em này thì là ghế nhá, vẫn là ghế da. Ghế da zin nguyên bản theo xe, chân nỉ zin. Đấy, một siêu phẩm Zio 2015 này, số tự động, sàn trải đầy đủ, táp ly táp lô đẹp luôn. Máy số zin nhá, em này máy số zin luôn. Em đi đang chào bán chiếc Zio số tự động này với mức giá là 395 triệu đồng các bác nhá. 395 triệu đồng. Em xin chào anh Long Lĩnh này. Em cảm ơn anh Long Lĩnh nhá, đã vào xem live và chia sẻ ủng hộ em đi nhá. Các bác ơi, đẩy view mạnh lên cho em đi được không ạ? Ngày hôm nay thì em đi chốt mới có được gần 10 con thôi. Anh Long Lĩnh nhá. Em chào chào bác Trần Kim nào. Bác Long Lĩnh và bác Trần Kim hãy vào chia sẻ giúp em đi nhá. Vài ớt đen này. Chiếc này thì 2016 thì phải. Phiên bản số sàn. Đấy, bản E xịn sò luôn. Đời 2016 phiên bản số sàn. 2010. Các bác ơi, vai ớt 2010 giá hơn 100 triệu này, chưa đến 200 triệu cho các bác này. Bản 1.5 nhá, màu đen đẹp luôn. Máy số đi cực kỳ là chất. Đấy, 4 quả lốp mít xịn sò luôn này. 4 quả lốp mít xịn sò luôn, la răng đúc đẹp, gầm bệ sáng luôn. Một chiếc xe Vios 2010 số sàn. Em đi đang chào bán chỉ có giá là 195 triệu đồng thôi. Đây các bác nhìn này. Vô lăng 3 chấu, táp ly táp lô đẹp luôn. Trần lên trần 3D rồi nhá. Và chiếc này thì bác chủ cũng đã lên được một bộ ghế da hai màu xịn sò rồi. Đấy, đối với cái dòng xe Toyota Vios ấy thì là những cái dòng mẫu mà dành cho bác nào mà thích ăn chắc mặc bền. Đấy, phải nói là như vậy luôn, thích ăn chắc mặc bền vì dòng xe này đi nó cái độ bền bỉ của nó rất dai các bác ạ. Đấy, rất dai luôn. Đi xe thì đầm chắc nhá. Và cái dòng này thì nó ít khi là hỏng vặt. Đấy nên là một cái dòng xe mà các bác nào mà thích đơn giản này, ít gì ạ, option và ăn chắc mặc bền, đấy thì hãy dùng những dòng xe Vios đấy nhá. Nào thả tim thả like đẩy view mạnh lên cho em đi là các bác ơi. Thả tim thả like đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Đấy, Vios tiếp theo thì em đi đang có siêu phẩm đời cao luôn này. Lên form mới rồi. Một chiếc xe Vios đời 2015 bản E xịn sò luôn. Em này thì là xe tư nhân sử dụng không khoan nhá. Biển 22A này, sơn si mỏng luôn, máy số zin, lên full đồ rồi. Đấy, trước này thì
bác nào mà mua được thì cực kỳ là sướng luôn, thực sự. Vì bác chủ đã lên hết đồ chơi trên xe rồi, từ cái rìa ốp macrom cụm đèn pha này, đấy bác chủ cẩn thận cũng đã ốp rồi nha. Rồi vào trong nội thất bên trong đây này, em này thì có trang bị xi nhan trên gương, bản E mà. Và lốp đây, em này thì có rồi, những cái dòng xe đời này là lên được cụm phanh ABS trong bộ cứng rồi, là răng đúc đẹp, lốp lắp mới, gầm bệ sáng luôn này, sơn xi mỏng nha. Sơn zin của em này phải rơi vào tầm 85% các bác ạ. Đây, ghế da xịn sò rồi này, lên màn hình cảm ứng to bản, cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi. Đúng ạ, vô lăng ba chấu, trang bị hai túi khí trên xe. Đây, củ số sắc nét luôn nhá, điều hòa auto này. Một chiếc xe vai ớt, một dòng xe mà được mệnh danh là nồi đồng cuối đá đây. Lên form mới rồi, từ những cái tắp ly này, tắp lô này, hay là vô lăng đều may giả da bao đẹp nhá. Một dàn ghế da xịn sò rồi, đấy. Chân thì còn chân nỉ zin nguyên bản. Bác nào mà mua được em này thì quá hời đúng không ạ. Về tra cái độ cái gì nữa vì đã lên full hết đồ rồi. 345 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Vios 2015 nhá. Các bác vào xem like, thả tim thả like, đẩy mạnh lên cho em Ly nhá. Em xin chào bác bác Trần, bác Mạnh Tuấn này, chào bà chủ Ly Phượng. Đấy, chứng tỏ bác Tuấn cũng là một người mà hay theo dõi em Ly, và cũng gì ạ, tìm hiểu đấy, và cũng là một fan cứng của em Ly, nên là biết được rằng là em đi có cả tên là Phượng đấy nhá. Em cảm ơn bác Mạnh Tuấn này. Đấy, các bác cứ vào xem like, thả tim lên và đẩy view lên giúp em đi. Đấy, mỗi một bác thôi dành 1 đến 2 giây chia sẻ giúp em đi lên trang cá nhân và hội nhóm. Thực sự luôn là cái chia sẻ này ấy, thì nó không có ảnh hưởng gì và nó cũng không mất mát một cái gì cho các bác, đấy, cho mọi người. Nên là, nhưng mà em thì lại được nhận rất nhiều. Em thì Ly, em Ly lại được nhận rất nhiều luôn. Nên là gì ạ? Anh, các bác hãy chia sẻ lên giúp em đi nhá. Mở máy vay ớt à? Ok anh. Anh Tuấn Dương ơi, nếu mà anh thực sự thiện chí và đang muốn mua chiếc Vios ý, thì hãy iBook em đi được không ạ? iBook em đi gửi hình ảnh chi tiết này, gửi video chi tiết cho anh xem xe thì nó được tiện hơn. Bây giờ em đi livestream thì lại một tay cầm máy rồi, nên là không biết có thể mở được được cái xe Vios này hay không nữa cơ. Đấy, nên là anh nhá, ok không ạ? Đây rồi, đây rồi. Đây, máy số zin luôn nhá. Đây ạ, từ những cái thanh răng ngang này hay vào những cái đường keo chỉ ở phần lắp cabo, em đi cam kết với các bác luôn. Đúng ạ, xe zin đét luôn này. Em đi đang cầm cầm máy rồi nên là không check được xuống này. Bác nhá, bác anh Mạnh, bác Tuấn Dương ơi. Đúng ạ, anh Tuấn Dương nhá, mà đang quan tâm tới chiếc Vios này thì ai book em đi. Em đi gửi hình ảnh, gửi video chi tiết cho bác. Đấy, nếu mà bác thích là chụp ở những cái đoạn nào mà bác cảm thấy là cần nhất thì cứ ai book em. Em đi sẽ chụp cho bác luôn. Đây, đăng kiểm tháng 7/2023 luôn cơ. Đúng ạ. Một chiếc Vios đời 2015 bản E, tư nhân, 4 của lốp mới, lên full đồ rồi, đăng kiểm dài. Em đi đào chào bán là 345 triệu đồng nhá. Em xin chào bác Hoài Bùi này, có xe à? Thì vâng, bác Hoài Bùi ơi. Thực sự luôn là nhà em thì tiền thì em bây giờ em đi hiện tại đang trắng tay rồi. Tiền thì em đi trắng tay rồi, nhưng mà đây, nhà em đi đây, không có gì ngoài xe. Ok không ạ? Không có gì ngoài xe cả, nên các bác mà đang nhiều tiền này và đang cần gọi là chia sẻ đấy thì hãy gọi em đi nhá. Gọi ngay cho em đi đúng không ạ? Tiếp theo. Đấy, 3 7 8 chỗ đúng không ạ? 8 chỗ này rồi một mẫu xe để cho dành cho các bác nào mà muốn kiếm bánh chưng nhân thịt đây này. Giá vừa tiền thôi. Chưa đến 300 triệu nhá, còn xa lắm đến 300 triệu đây này. Một chiếc xe Toyota Innova đời 2010 phiên bản số sàn, bản E xịn sò, tư nhân sử dụng không khoan đục nha. Em này xe khá là cứng và đẹp này. Em đi thì cũng đã có một một bác là đang quan tâm tới chiếc này rồi. Bác là bác Khải, người Hà Nội đấy. Bác cũng đã quan tâm chiếc này rồi thì đang hẹn 1-2 hôm nữa xuống xem. Thì bác nào mà còn quan tâm nữa thì hãy dạ xuống xem luôn một thể nhá, để nhỡ đâu thì ạ, kết được em này hoặc là kết em khác, vì nhà em Innova đang rất nhiều luôn. 2010 tư nhân sử dụng không khoan đục. Em này thì đã lên được một màn hình cảm ứng và có trang bị cam lùi đầy đủ rồi. Đây. Đăng kiểm dài miên man luôn đến tận tháng 10/2023. Ok không ạ? Ok anh Tuấn Dương nhá, ok anh Tuấn Dương, em đi có số điện thoại của anh rồi. Sau buổi live em đi sẽ gửi hình ảnh và gửi video để cho anh xem xe anh nhá. Lốp láp này các bạn nhìn này, Innova mà lốp còn khá là dày, đúng không ạ? La răng đúc đẹp theo xe, gầm bệ này các bạn nhìn này. Đấy, đây là em đi đang quay ở cái phần gầm bệ của máy này và gầm xe nhá. Dòng Innova này thì nhìn xe cực kỳ là dễ các bác ạ. Đấy, sơn xi mỏng tang luôn, tất cả kính đều là kính zin. Lên màn hình cảm ứng và có trang bị màn hình rồi. Đấy, cam lùi đầy đủ. Em đi đang chào bán một chiếc Innova bản E này với mức giá là 275 triệu đồng thôi.
275 triệu đồng các bác nhá. Bao phí rút hồ sơ cho khách hàng. Để các bác mà quan tâm thì cứ ai book em đi nhá, em đi sẽ tư vấn cho các bác. Cái đời 2010 này thì lên rồi, lên đăng ký lên 8 chỗ ngồi rồi. Đăng ký lên 8 chỗ ngồi rồi nha. Nào các bác ơi, vào xem nay thả tim thả like, đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Các bác đang cần và đang quan tâm tới mẫu xe nào thì cứ vào comment nhá. Hoặc quay một dòng xe giờ giá rẻ đi, đúng không ạ? Em đi sẽ quay một dòng xe giá rẻ cho bác nào mà muốn về tập lái luyện cơ tay này, vì từ giờ đến Tết là sẽ rất nhiều có nhiều đợt mà các bác mới có bằng. Đấy thì em đi có một siêu phẩm này. Một chiếc Spark nha, 2010. Em này thì giấy tờ chuẩn chỉ hợp pháp này, và xe thì cực kỳ là cứng nhá, máy số đi bao ngon luôn. 2010 các bác ạ. Sơn xi mỏng luôn, lốp này các bác nhìn này, bộ lốp này có mê không ạ? Đây. Bộ lốp nhìn đã mê luôn. Bác chủ thì mua một bộ ốp mới rồi nên là xe khỏe. Sơn xi nó mỏng tang luôn như này cơ mà. Gầm bệ chắc, ghế thì lên ghế da hai màu, lên trần 3D chống nóng rồi. Em này bác chủ cũng lên được một cái đầu đài màn hình có thả có gì ạ? Đây có nhìn này, tắp đi tắp lô cực kỳ đẹp luôn. Ở giá 98 triệu thôi. 98 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Spark nhá, đúng không ạ? Đấy. Thả tim thả like, đẩy view mạnh cho em đi nha các bác ơi. Đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Còn không anh, bác Doãn mà Mạnh Thăng ơi, con gì còn không anh ạ? Bác Phùng Hân ơi, có Innova đời 2010 không chị? Innova thì em đi có 2012 bản Z được không anh? Đấy, em có Innova 2012 bản Z màu vàng cát và đời 2012 với mức giá là 285 triệu đồng nhá bác Phùng Hân ơi. Bác có Mạnh Doãn Thăng ơi, con gì còn không ạ? Các bác vào xem live thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Đẩy view mạnh lên nhá. Civic này. Một mẫu xe đầm chắc đúng không ạ? Và giá thành hợp lý luôn. 2005 phiên bản số tự động. Đấy, một chiếc Honda Civic biển 15A, xe có lốp sơn màu đen đẹp luôn. La răng đúc đẹp, bốn quả lốp mới này. Đây coi nhìn này. Sơn xi nó mỏng tang luôn nhá. Đúng không ạ? Tất cả kính đều là kính zin luôn. Em đi đang chào bán một chiếc Civic đời 2007 số tự động này, chỉ có giá là 255 triệu thôi. 255 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Civic. Đây, còn bác nào mà cứ cân đối giữa Vios này hay là những dòng xe khác mà tầm tiền mà nhìn nó xịn xò hơn thì có thể cân đối sang một dòng xe này, Hyundai Avante này. 2012 đăng ký lần đầu 2013 bao đẹp luôn. Đấy các bác nhá. 10 năm sử dụng rồi mà cái gì ạ? Nước sơn của nó còn zin tới 90% là các bác biết là cái phần sơn xi của nó đẹp như nào rồi. 2012 sơn zin tới 90%. Máy số zin các bác nhá. Em này là máy số zin luôn. Ở xe thì có nước sơn màu xám đá đẹp luôn. La răng đúc 5 chấu to bản. Đấy, bốn của lốp như mới luôn này. Ránh sâu luôn. Đấy, quay phải quay trực tiếp để các bác nhìn được là xem là nói có phải có đúng hay không, đúng không ạ? Lốp sâu thì bảo lốp sâu. Đấy, như em này thì lốp có thể sử dụng được tầm 2 năm. Gầm bệ này, ok không ạ? Bác Hoài Bùi ơi, pha đi thì em đi không còn nhá. Pha đi thì nhà em đi không còn. Đợt này là không nhập pha đi được nữa rồi. Đấy, gầm bệ chắc chắn này, sơn xi mỏng, la răng đúc, xinh nhan trên gương. Đấy, nội thất bên trong này, ghế da zin nguyên bản theo xe, chân nỉ zin. Đây, cửa sổ trời, một mẫu xe Avante xịn xò luôn. Lên màn hình cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi. Đây, số tự động rích rắc nhá. 359 triệu các bác ạ, là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Avante. Đấy. Cái dòng này thì nó chỉ có duy nhất tại Việt Nam thôi các bác nhá. Đúng ạ, có duy nhất tại Việt Nam nữa thôi. Bác Dương Tuấn ơi, Vios G thì hiện tại em đi không còn anh nhá. Vios G thì nhà em đi không có, đúng không ạ? Chờ đợt này là đang không còn rồi. Nếu mà anh quan tâm tới dòng số tự động thì có thể tìm hiểu sang cả gì Accent này, hoặc là tìm hiểu sang Avante nhá. Đây. 5 chỗ gầm cao này, các bác ơi. Màu đỏ đẹp luôn, em này mới về nhá. Và em đi cam kết các bác luôn, các bác có thể mang ra chính hãng Ford để diện check hãng thoải mái luôn. Màu đỏ mận bao đẹp luôn. Một chiếc Ford EcoSport đời 2016 phiên bản số tự động, động cơ 1.5. Cái dòng này thì nó lên bản full rồi. Lên bản full, lốp treo đèn cột nha. Đấy, lốp treo đèn cột này. Rồi có màn hình cảm ứng, cam lùi đầy đủ. Bác chủ đây này, viền xung quanh còn ốp mạ chrome nhìn đẹp không ạ? Đấy, có bậc lên xuống rồi. La răng đúc đẹp, bốn quả lốp rồi. Lốp lát rãnh sâu. Đây, lốp mới luôn. Sơn xi mỏng tang luôn, máy số zin. Nội thất bên trong thì của em Eco này thì đã lên được ghế da rồi các bác ơi. Lên bộ ghế da xịn sò, trần nỉ zin này. Cửa sổ trời hoạt động trơn tru nhẹ nhàng luôn nhá. Vô lăng ba chấu có điều chỉnh bằng gì ạ?
hiệu lệnh. Đấy. Rồi có nghe gọi, điều chỉnh âm lượng đầy đủ rồi này. Đây các bác nhìn này. Lên màn hình cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi. Đúng ạ. Đầu đài là zin nguyên bản. Trang bị đèn ổ start top xịn sò, tắp ly tắp lô đẹp luôn. Thảm trải đầy đủ nha. Em này thì gương kính chỉnh điện, cụm mở điện đầy đủ rồi. Với cái tầm tiền 445 triệu đồng thôi là các bác sẽ zin ngay được một siêu phẩm Eco 2016 bao đẹp luôn đấy, màu đỏ. Hiện tại Eco thì em đi đợt này đang về rất nhiều luôn, màu trắng, màu đỏ. Đấy, bác nào mà thích có thể liên hệ nhá. Ok anh Dương nhá. Em sẽ sau buổi live sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết cho bác chiếc váy ớt nhá. Còn đấy là chiếc Civic đời 2007 nhá. Nào các bác ơi, đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Đẩy view mạnh lên nào. Các bác nào có thích máy dầu không ạ? Bác nào thích máy dầu không ạ? Thì nhà em đi đang có một siêu phẩm này. Em này thì phải nói là bản full, bản full limited luôn. Một chiếc xe Kia Sorento nhá. Trang bị bao nhiêu ạ? Rất nhiều đồ chơi trên xe. Đấy, như em này thì có rửa đèn pha này. Trang bị rửa đèn pha này, đèn bi xe lông siêu sáng luôn. Có trang bị đèn gầm đầy đủ. Cụm đèn pha và đèn gầm thì giá gì, ốp mạ chrome sáng bóng hết rồi. Đăng kiểm dài luôn, lốp láp mới, gầm bệ sáng luôn. Phiên bản máy dầu, xinh nhan trên gương, tay nắm cửa viền chân kính ốp mạ chrome rồi. Có nhớ ghế này, coi nhìn này. Có ghế chỉnh điện. Đúng không ạ? 8 hướng. Và có chế độ nhớ ghế đây nhá, có chế độ nhớ ghế này. Trang bị máy eco rồi. Đấy, đã máy dầu lại còn máy eco nữa cơ. Siêu tiết kiệm nhiên liệu. Và đây này, có trang bị cả điện hệ thống chống đổ đèo rồi, hệ thống chống trơn trượt nhá. Đèn auto rồi. Đây, vô lăng ba chấu này, có cả cruise control này. Rồi em này thì bác chủ lên đầy đủ rồi. Màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Điều hòa auto hay vùng độc lập. Có sưởi ghế, sưởi kính đây các bác nhìn này. Có cả sưởi ghế này và sưởi ghế trước sau nữa nhá. Cửa sổ trời toàn cảnh Chroma. Đấy xịn sò không ạ? Cửa sổ trời toàn cảnh Chroma luôn. Lên bộ sàn 5D xịn sò. Một mẫu xe 7 chỗ máy dầu siêu siêu chất nhá, lốp to luôn. Đi thì bao phê. Đấy, một mẫu xe mà có thể chất hơn cả Santa Fe này các bạn. Đấy, chất hơn cả Santa Fe luôn ấy. Chiếc cái gì ạ? Bác Hoàng Văn Hồng ơi, i10 150 triệu. 150 triệu thì bác mua Ion đi. Bác Hoàng Văn Hồng ơi, 150 triệu thì bác mua một chiếc Ion đời 2012 nhà em đi nhá. Vẫn là bản của Hyundai. Đấy, Hyundai Ion nhập khẩu nguyên chiếc màu đỏ đẹp. Và em đi đang chào bán là 138 triệu đồng thôi. Vẫn bây giờ trong khả năng của bác nhé, bác Văn Hồng nhá. Em cảm ơn bác Trương Nguyễn nhá. Các bác ơi vào xem like mỗi bác đi. Dành 1 đến 2 giây thôi. Thả tin thả like chia sẻ lên giúp em đi nhá. Đúng ạ, đẩy view lên giúp em đi lên 100 mắt cho nó vui nè. Đúng ạ. Đây còn i10 thì đây. Nhưng mà dòng này thì nó lại trên 200 triệu cơ. i10 2015 số sàn bản đủ. Đấy. Nhiều bác là cũng hay thắc mắc là hỏi là i10 bản đủ và bản thiếu thì nó khác nhau ở cái điểm gì. Thì em đi chia sẻ với các bác một chút xíu là 2015 bản bản đủ của i10 thì nó sẽ lên được la răng đúc này. Có trang bị xi nhan trên gương. Đấy, và bên trong phần nội thất này thì có trang bị túi khí này, đúng không ạ? Trang bị túi khí và trang bị thêm được đèn ổ start top xịn sò. Như em này thì bác chủ lên full đồ rồi. Lên màn hình cảm ứng to bản luôn, cam hành trình và cam lùi, thảm trải táp lô, lên sàn 3D. Ghế thì vẫn là ghế nỉ da, ghế nỉ zin nguyên bản nhá. 2015 bản đủ, bản hatchback, phiên bản hatchback em đi chào bán là 259 triệu đồng các bác ạ. Đấy, 259 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm đấy nhá. Các bác ơi vào xem like, thả tim thả like để view mạnh lên nhá. Và các bác còn đang có nhu cầu tìm mua mẫu xe nào thì cứ vào comment đi. Đúng không ạ, em đi sẽ tư vấn cho các bác luôn. Đây, 7 chỗ gầm cao và giá thì phải nói là siêu siêu rẻ các bác ạ. Đây, một chiếc xe mà bác nào mà đã đi và đã trải nghiệm rồi thì chỉ thấy có phê thôi các bác nhá. Một chiếc Captiva đời 2007 giá chưa đến 200 triệu các bác ạ. Chưa đến 200 triệu cho một chiếc xe 7 chỗ. Các bác thấy có choáng không? Đấy, và nhìn trông thì hầm hố này. Và đến từ thương hiệu của Mỹ thì các bác biết rồi. Từ cái phần thân vỏ cho đến phần gầm bệ thì nó là quá chắc chắn, quá là ok rồi. Đúng không ạ? Em này còn có cái điều hay hơn nữa các bác nhá. Trang bị đèn bi xe lông này. Đấy, la răng đúc, phanh ABS chống bọc cứng 4 bánh, xinh nhan trên gương. Và em này các bác này, rẻ nhưng mà gì ạ? Chất thì phải nói là chất lừ luôn nhá. Đây, nhỏ như có võ luôn. Trang bị ghế chỉnh điện, ghế da zin nguyên bản, trần nỉ zin. Em này thì bác chủ cũng lên được một màn hình, đầu đài màn hình rồi. Và có trang bị cam lùi đầy đủ, thảm trải táp lô. Đây, vô lăng 4 chấu, túi khí đầy đủ. Rồi gương kính chỉnh điện cùng mở điện nhé các bác nhé.
nhiều dòng 7 chỗ giá đắt hơn nhưng mà gì ạ, so với em nó thì không gì ạ, không bằng về cái chất lượng. Đây các bạn nhìn này, ốc bản lề vẫn zin, ổ khóa sáng như mới luôn. Đây, tem mác đầy đủ, sơn xi mỏng luôn, bậc lên xuống ốp mạ chrome rồi. Một chiếc Captiva 2007 phiên bản số sàn, em đi chào bán với mức giá là 198 triệu đồng thôi các bác ạ. 198 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm 7 chỗ nhé các bác nhá. Nào xem like, thả tim thả like lên nào. Ok bác Bình Vũ ơi, một con 138 triệu ạ. Ok anh nhá. Ngay đây là em đi đang tìm thấy một chiếc Ion đây rồi. 138 triệu đồng là một chiếc xe Hyundai Ion, vẫn là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc nhá, và cái chấm của nó thì cực kỳ thấp các bạn, có 0,8 thôi. Đấy, ăn xăng như Spark mà giá thì cao hơn một xíu thôi nhưng lại còn đẹp. Đấy, lại còn đẹp như này. Form mới đây nhá, biển 34 này. Chết rồi. Sao? Có sao? Đây nha. Ion 2012 nhập khẩu nguyên trước, biển 34 của em luôn. Màu đỏ đẹp này. Em này thì động cơ 0.8, đăng ký 5 chỗ ngồi các bác nhá, đăng ký 5 chỗ ngồi luôn. Lên ghế da xịn sò rồi. Đây. Lên ghế da hai màu xịn sò, trần nỉ zin. Đấy, tắp ly tắp lô đẹp đây các bác nhìn này. Vô lăng ba chấu và vẫn trang bị túi khí. Ok không ạ? Đối với những cái dòng xe như Spark hay là giờ gì ạ, Morning bản thiếu hay i10 bản thiếu thì sẽ không có túi khí, nhưng em này vẫn trang bị này, túi khí này. Táp ly táp lô đẹp luôn. Đây, 138 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Hyundai Ion đấy nhá bác nhá. Đấy, ghế da xịn sò luôn, thảm trải đầy đủ, chân đỉ zin, xe khá là cứng và chất. Đấy, với cái tầm tiền mà các bác muốn mua i10 hay là muốn mua Morning hay Spark thì lựa chọn em này cũng khá là hợp lý các bác nhá. Đây, em xin chào bác Trần Hà này, có con xe Vios hay Accent số sàn tầm 300 không em? Bác Trần Hà ơi, nếu mà tầm 300 thì em đi có một chiếc Vios đời 2015. Anh nhớ, cố lên, bản E xịn sò tư nhân, 345 triệu đồng. Còn nếu không bác cố lên thì em đi đang có một siêu phẩm Accent đây, 2016 này. Đấy, bản nhập khẩu số sàn, động cơ 1.4, màu đen đẹp luôn, với mức giá là 365 triệu đồng. Em xin chào bác Lê Hùng nha, Captiva sao rẻ vậy? Thực sự luôn, Captiva là một trong những dòng xe 7 chỗ rẻ nhất gần nhất nhì phân khúc. Đấy. Bác nhá, em xin chào bác Đinh Phượng này. Quay con i10 xem lại em. Bác Đinh Phượng ơi, i10 màu trắng ạ? Chiếc i10 màu trắng ạ? Các bác ơi, vào xem like thả tim đẩy view mạnh cho em đi nào. Đẩy view mạnh cho em đi nào các bác ơi. Đây, model này thì chốt rồi. Anh chủ của quê hương... Nam Định đúng không ạ? Nam Định đã đến cọc 70 triệu rồi, đang chờ ngày đẹp để đến dinh dinh xe về này. Một chiếc Mondeo phê luôn, bao đẹp. Các bác vào xem like thả tim đẩy view lên. Quay. Các bác vào xem like thả tim thả like lên. Anh Đinh Phượng ơi, anh đang muốn hỏi i10 nào ạ? i10 thì em đi còn có thêm một siêu phẩm i10 sedan hai đầu, màu đen đẹp. Một chủ máy zin cho anh đây nhá, siêu phẩm luôn này. Sơn zin mỏng tang luôn. Đấy, siêu phẩm nhà em đi này. Lên form mới rồi. 2016 thì vẫn là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Em này là sedan bản đủ luôn. Xi nhan trên gương, túi khí, đề nổ. Đấy, và có trang bị cả gì ạ? La giặc đúc theo xe. 2016 em đi đang chào bán là 295 triệu đồng. Bao phí rút hồ sơ cho khách hàng nhá. Bác Chiến Trần ơi, con Hyundai đỏ một ok anh Chiến Trần nhá. Anh i10 màu trắng là anh Đinh Phượng ơi. Bác Chiến Trần mà chốt chiếc i10 Hyundai Ion màu đỏ ấy thì để lại cho em đi số điện thoại nhá. Em đi sẽ gọi để cho tổng đài đúng không ạ? Tổng đài viên gọi điện cho anh để chốt cho anh nhá. Đây. i10 đỏ đây này bác ơi, lên cả gì ạ? 4 cảm biến rồi. Lên màn hình cam hành trình và cam lùi đầy đủ nhá. Đây, sơn xi đẹp luôn. Tay nắm cửa, viền chân kính, ốp mạ chrome hết rồi này. La giặc đúc theo xe. Các bác nhìn cho em đi này. Lốp lắp như em này thì lốp thì sẽ sử dụng được tầm 1 năm nữa thôi các bác nhá. Lốp chỉ sử dụng được tầm 1 năm nữa thôi này. Sơn xi mỏng luôn, xi nhan trên gương. i10 bản đủ 2015. Em đi đang chào bán với mức giá là 259 triệu. Đấy, ghế nỉ zin này. Trần 3D. Đây, củ số này. Củ số đây và áo số đây nha các bác nhá. Điều hòa đây, đề nổ đúng không ạ? Màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Đây có thảm trải táp lô xịn sò luôn. Vô lăng ba chấu. 259 triệu đồng nhá bác Trần Hà ơi. Vios 25 số sàn em ơi. Ok anh Trần Hà nhá.
Em cảm ơn bác Hà Duy Thái này các bác ơi. Vào xem like, thả tim lên và đẩy view lên cho em đi 100 mắt like được không ạ? Đấy, đẩy view mạnh lên cho em đi 100 mắt like nhá. Em xin chào bác Linh Trúc này, quay con Innova 2015. Ok, Innova 2015 thì nhà em đi đợt này đang về hai siêu phẩm luôn. Đấy, một chiếc, hai chiếc màu bạc nhá. Bác mà đang thích Innova thì chờ em đi chút xíu đi. Vào xem like, chấm view mạnh lên cho em đi nào. Đây, em đi sẽ quay lại cho bác Trần Hà một chiếc váy ớt 2015 chút xíu đã, để bác được xem xe và tham khảo này. Biển 22A, máy số zin nhá, màu bạc đẹp luôn. Chiếc này thì cam kết cho bác luôn là xe không taxi dịch vụ các bác nhá. Không taxi dịch vụ, không khoan đục. Đấy. Sơn si mỏng tang luôn. Và chiếc này thì bác chủ đã độ lên rất nhiều đồ chơi này. Như cái cụm đèn pha thì đã được ốp mạ chrome sáng bóng nhá. Đấy, nói chung là một cái vài chi tiết nhỏ nhặt như thế thôi. Nhưng mà khi mà mình mua thì nó cũng phải mất tiền trăm cơ. Đấy, nên là bác nào mà đã độ lên cho rồi thì sẽ rất là hợp lý này. Tay nắm cửa cũng ốp mạ chrome rồi. Đấy, cả tất cả những viền chân kính cũng vậy nhá. Ốp hết mạ chrome sáng bóng rồi. Đây, bác chủ lại còn lên ghế da xịn sò luôn này. Lên một bộ ghế da có cốc thông hơi đẹp luôn. Trần nỉ, đúng không ạ? Đây, tắp ly tắp lô đây, các bác nhìn cho em đi này. Xe không khoan đục đây. Xe không khoan đục nhá, không một vết keo dính nào luôn này. Và đều là may giả da hết rồi. Em này 215 form mới. Màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. 345 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc Vios 2015 bản E này nhá, bác Trần Hà nhá. Bác có thể tham khảo chiếc này, nếu mà bác quan tâm thì cũng lại để lại số điện thoại đi. Em đi gửi hình ảnh và gửi video chi tiết cho bác xem xe nhá. Em xin chào bác Nguyễn Duyến này, có i10 14 15 hay không bác Nguyễn Duyến ơi? Ok. Xe ok, anh Chiến Trần ơi, em đi có số điện thoại của anh rồi thì để cho gì ạ? Cộng tác gì ạ? Gọi là gì, IT của em đi sẽ liên hệ cho anh nhá. Đúng không ạ? Bác Linh Trúc ơi, Innova của bác đây. Hiện tại Innova thì nhà em đi đang có hai siêu phẩm luôn. Đấy, như em này là đời 2013 này. Innova đợt này nhà em đi về rất nhiều các bác nhá. 2012 này, 2013, 2014, 15 rồi 2008, 2010. Đấy, như em này là 2 là mấy đấy? Em này cũng là 22 mới về này. Chắc bên đây là 2015 rồi. Các bác ơi, đẩy view lên cho em đi chăm mắt được không ạ? Mỗi một bác dành cho em đi một lượt like và một lượt chia sẻ, đúng không ạ? Đây, Innova 2015 đây rồi. Siêu phẩm nhà em đi này. Em này các bác ơi, máy số zin nhá. Và em đi cam kết với các bác luôn là zin từ lắp dàn cò à. Không biết bác nào lại mở lắp bình xăng làm gì. Là răng đúc đẹp, 4 quả lốp mới luôn này. Một chiếc xe Innova 2015. Đây, form mới đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Bác nào mà đã từng đi hay là tìm hiểu dòng xe Innova rồi thì sẽ biết được rằng là Innova từ đời 2014 đấy, cuối 2014, 2015 và đầu 2016 thì sẽ là cái form này các bác ạ. Nhiều bác rất thích cái form này luôn, nên là cái dòng xe này và cái tầm đời này ấy, thì em đi bắt rất ít luôn, bắt cực khó chứ không phải là bắt rất ít, là bắt cực khó luôn. Đấy, 2015 máy số zin, zin từ nắp dàn cò luôn nhá. Biển 20A, sinh nhan trên gương rồi này. Bác chủ cũng đã ốp hết rồi, ốp gương, ốp tay nắm cửa, viền chân kính xịn sò rồi. Đây, lốp láp đây, lốp sâu hoắm luôn, đúng không ạ? Là dạng đúc đẹp, trang bị phanh ABS chống bọc cứng đầy đủ nhá. Gầm bệ sáng luôn. Và với mức giá 418 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Innova 2015 form mới này nhá. Ok, bác Trần Hà ơi, em đi cũng có số điện thoại của bác rồi. Thì sau buổi live em đi sẽ lại liên hệ cho bác nhá. Đây, 2015 ghế da trần nỉ zin, vô lăng 4 chấu đây bác nhìn này. Đúng ạ, hai cái bên kẽ đây là hai cái bên mà tất cả các bác chủ nào cũng hay cầm nhất để lái xe. Nhưng mà bên này, hai cái bên này nó còn đẹp như này. Đây, cả thần vô lăng nữa đây, các bác nhìn này. 4 chấu xịn sò luôn, có thảm trải táp lô đẹp luôn. Em này thì đầu đài zin nguyên bản nhá. Đây, củ số này, ghế thì xịn luôn, có sàn trải đầy đủ, bậc lên xuống rồi. Siêu phẩm luôn, Innova 2015 418 triệu đồng nhá. 418 triệu đồng các bác ơi. Vào xem like, thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi nhá. Đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Mọi người đang cần và đang quan tâm mẫu nào thì cứ vào comment nhá. Đây, các bác ơi, em đi còn có thêm một siêu phẩm nữa này. Với cái tầm tiền tầm 250 đến 260 mà mua được số tự động mà cái form dáng nó mê như này, là còn dòng xe nhập khẩu thì rất là khó luôn nhá. Thì nhà em đi cũng đang có một đến vài chiếc để cho phục vụ cho các bác nào đây này.
Như Kia Carrera này, ok anh Công Lê ơi, Kia Carrera em đi có nhá, số tự động đời 2013, màu vàng cát đẹp, dịp đẹp luôn. Anh Công Lê chờ em đi chút xíu nhá, em đi quay tiếp một siêu phẩm này cho các bác rồi em đi sẽ quay sang xe Carrera cho bác này. Một chiếc CDX nhá, một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, có trang bị rất nhiều tính năng hiện đại này. Như em này thì bác chủ đã lên bộ đèn bi phê xe lông siêu sáng rồi, đèn bi LED các bác ạ. Riêng đối bộ đèn bi này thì sẽ rơi vào tầm 9 triệu rưỡi các bác nhá. Đấy, 9 triệu rưỡi luôn. Trang bị cửa sổ trời. Đấy, lốp la răng đúc đẹp, 4 quả lốp mới luôn. CDX đời 2010 này các bác nhìn này. Ghế da zin nguyên bản, vô lăng ba chấu luôn. Em này thì bác chủ lên một màn hình cảm ứng to bản rồi, cam lùi đầy đủ, xe khá là cứng này. Chân lý cửa sổ trời, trang bị Deno Startup xịn xòa, đúng không ạ? Điều hòa auto, có sưởi ghế, sưởi kính đầy đủ rồi. Xe chất lừ luôn, thảm trải táp lô nhá, em này khá là đẹp luôn này. Nó đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. 265 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm CDX này, đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi, từ những cái đường dập nổi trên phần thân xe cho đến nội thất bên trong nhá. 2010 CDX em đi chào bán là 265 triệu đồng đó. Bác nào đang ưng chiếc này thì có thể vào tham khảo nhá. Bác Đặng Biên ơi, em xem có 5 chỗ đây, 5 chỗ của bác đây. 5 chỗ giá hơn 265 này. Và ngay bên cạnh đây thì em đi thêm một siêu phẩm này, 5 chỗ giá rẻ này. 2012 phiên bản số sàn, một chiếc xe Chevrolet Avell nhá. Avell 2012 số sàn. Em này thì xe các bác muốn mua những cái dòng xe chưa đến 200 triệu, hơn 100 triệu thôi thì có thể tham khảo này. Sedan hai đầu, đúng không ạ? Em này thì bác chủ lên bộ la răng đúc đẹp rồi. Lên bộ la răng đúc đẹp với bố thắng này sơn đỏ lên, lốp láp thì mới. Sơn xi mỏng tang luôn. Đăng kiểm tháng 10/2023 các bác nhá. 2011 các bác ạ, động cơ 1.5. Ở chiếc Avell số sàn em đi chào bán với mức giá là 165 triệu đồng. Đấy, các bác có thể tham khảo này. Đi cái dòng này thì so với Gentra thì nó ăn đứt hơn hẳn đúng không các bác? Thêm 1-2 chục nữa thôi, nhưng mà so với đi với Gentra vừa đời cao và lại còn đẹp như này cơ mà. Là màn hình cảm ứng, đúng không ạ? Ghế da trần nỉ zin xịn sò rồi. 165 triệu đồng nhá, là các bác có thể dinh ngay một siêu phẩm Avell. Trời ơi, con này đi nó khá cứng các bác ơi. Em này thực sự luôn là khá cứng. Cửa đóng rất chắc luôn này, đúng không ạ? Cửa đóng chắc và lên được rất nhiều đồ chơi rồi. Ok không ạ? Các bác ơi, vào xem like thả tim lên cho em đi là hơn 100 mắt mà sao giờ lại tụt xuống này, buồn quá đúng không ạ? Đẩy view mạnh cho em đi nhá. Kia Carrera 7 chỗ đây rồi. Một mẫu xe em này là 7 chỗ này, form dáng nhỏ gọn và nó là bản full luôn, biển 43, màu vàng cát đẹp luôn này. Kia Carrera 2013, số tự động động cơ 2.0 nhá, bản full kịch luôn. Đây, các bác nhìn cái nước sơn nó đẹp rồi. Em này máy số zin các bác nhá. Máy số zin và ốt đồ chạy chuẩn có hơn 5 vạn thôi các bác ạ. Đấy, chờ em đi chút xíu, em đi sẽ vào quay ốt đồ cho các bác xem. Quay cái bộ lốp ở trước đã. Lốp láp rãnh sâu luôn này, la răng đúc đẹp không? Cái phần phần sơn nhám nhá, đây này. Sơn nhám của phần la răng mà nó vẫn còn nó zin. Đấy, bố thắng thì các bác nhìn này. Cụm phanh ngay bên trong bộ cứng nó vàng óng đẹp như này. Chân này hay là gì ạ? Gầm bệ này sáng như gương luôn. Nội thất bên trong mới mê này. Em này thì cũng đã lên được sinh nhan trên gương rồi và có trang bị gương kính chỉnh điện nhá. Gương kính chỉnh điện đây rồi. Những cái núm điều khiển này, các bác nhìn này, hay là cái ổ khóa nó sáng như này mà. Bệ tì tay bọc da, có gì ạ? Hốc để đồ bên dưới. Ghế chỉnh điện đây nhá, bản full 2.0 thì có trang bị ghế chỉnh điện này. Nhiều bác lại cứ không thích là có phanh phanh tay bằng phanh chân thì em cũng không hiểu tại sao, đúng không ạ? Vì phanh tay mà bằng phanh chân thì nó cực kỳ là tiện. Nó rất là tiện luôn ấy, thảm trải đầy đủ rồi. Cửa sổ trời đây nhá, Kia Carrera của bác đây. Bác Đặng Biên nhá. Bác Loan Hương ơi, Xpander thì hiện tại em đi hết rồi. Bác Nguyễn Duyến ơi, xem i10, 214, 215 giá bao nhiêu? i10 thì em đi đang có 215 và 216 nhá. Bác Đặng Biên ơi, ngon hơn loại tốt là tầm bao nhiêu tiền nhỉ? Đây, ốt đồ chạy chuẩn 5 vạn 3 này. Kia Carrera 2013. Đấy, số tự động, các bác ơi, 2013 là 9 năm sử dụng đúng không ạ? Mà chạy có 5 vạn 3 là biết là bác chủ đi ít như nào. Từ cái phần tắp ly tắp lô đây là nhìn cũng đã thấy mê rồi. Đây, điều hòa auto có sưởi kính này trước sau, lên màn hình rồi, tắp ly tắp lô đẹp, cam lùi đầy đủ. Ghế là vẫn ghế nỉ zin nguyên bản. Cái bộ ghế này là mới êm lên mới là yêu này, các bác nhìn này. Nó không một vết xước, một vết rách luôn. Trần nỉ cửa sổ trời. Em đi đang chào bán chiếc Captiva với mức giá là 368 triệu đồng nha. 368 triệu đồng. Đấy. Bác Tôn Linh Nguyễn ơi, quay kỹ cho con 265. Ok bác Tôn Linh Nguyễn nhá. Đây bác Nguyễn Duyến ơi,
Vừa thì em đi quay cho bác một chiếc xe i10 2015 bản đủ với mức giá là 259 triệu đồng. Thì ngay cạnh đây em đi có một siêu phẩm nữa này. Máy số zin luôn, lại còn màu đỏ đẹp nhá. Một chiếc xe i10 2016 phiên bản số sàn bản bay này, màu đỏ đẹp. Lên được la răng đúc rồi. Đây. Lên được la răng đúc đẹp luôn, lốp láp thì mới. Sơn xi mỏng, tay nắm cửa viền chân kính ốp mạ chrome sáng đẹp luôn này. Có cả vè chắn mưa đầy đủ nha. Đây. Như em này này. Ghế vẫn là ghế nỉ zin, ok không ạ? Ghế nỉ zin, chân nỉ zin, thảm trải táp lô rồi. Em này thì bác chủ lên được cả tiệm màn hình cảm ứng, cam lùi đầy đủ. Đây, củ số này 2016 phiên bản số sàn, động cơ 1.0 nhá, i10 nhập khẩu nguyên chiếc. Em đi chào bán với mức giá là 229 triệu đồng thôi, đúng không ạ? 229 triệu đồng nhá, cho bác Nguyễn Duyến này. Bác mà quan tâm thì em đi có hình ảnh rồi và có video chi tiết rồi, ok không ạ? Bác Nguyễn Mậu ơi, con Innova 2013 không có không giá bao nhiêu, có rút hồ sơ không? Anh Nguyễn Mậu ơi, tất cả các mẫu xe tại chợ bên em đi nhá thì đều có bán và có rút hồ sơ cho khách hàng, đúng không ạ? Đấy, hồ sơ chuẩn chỉ hợp pháp nên anh cứ yên tâm luôn. 2013 thì hiện tại em đi đang có. Đấy, một chiếc đời 2013 với mức giá là 365 triệu đồng nhá. 365 triệu đồng anh Nguyễn Mậu nhá. Anh Đồ Gỗ Duy Linh ơi, em có vài ớt 2015. Và ngay đầu đây thì có một chiếc 2017, 2018 mới về. Anh chờ chút xíu này. Đây nhá bác Tôn Linh Nguyên ơi. Một chiếc xe Cedric nhập khẩu nguyên chiếc này. Cái dòng Cedric này thì tại chợ em đi bây giờ đang có tầm 3 đến 4 chiếc bác nhá. 3 đến 4 chiếc và tùy vào cái chất lượng xe và cái đời, đúng không ạ? 2009 thì em đi đang chào bán là 238 triệu đồng. 2010 bản full và xe đẹp hơn thì sẽ có tầm 250 đến 260, 65 bác nhá. Bác Tôn Ninh Nguyên này, như em này thì xuất sắc thực sự luôn. Thứ nhất là các bác mà đã kết em nó rồi thì xuống thì nhìn chắc chắn phần trăm là chỉ có mê thôi. Vì nó quá là đẹp. Biển Hà Nội đẹp luôn này. Đấy, biển Hà Nội đẹp. Bác chủ đã lên bộ đèn bi 9 triệu rưỡi thì các bác biết là bác chủ đã yêu xe như nào, đúng không ạ? Lên bộ đèn bi xe lông 9 triệu rưỡi luôn. Đấy, xem em này đăng kiểm bao nhiêu nha. Cedric nhập khẩu nguyên chiếc, đúng không ạ? Sedan phân khúc hạng C này. Đăng kiểm em này thì hết rồi. Đến tháng 11, đúng không ạ? Tháng 11 2022. Viền chân kính ốp mạc rôn này, tất cả kính đều là kính zin nhá. Tất cả đều là kính zin nguyên bản và xe thì em đi cam kết các bác luôn, không đâm xô, không tai nạn và mọi cam kết của em đi ở trên văn bản nên các bác yên tâm nhá. Đây, táp ly táp lô đây. Và đã chạy này, các bác nhìn khi mà mình bật máy lên ấy, thì những cái đường viền ở cái con Cedric này này nó đẹp cực kỳ luôn. Các bác chờ chút xíu đi, sẽ quay cái siêu phẩm này cho xem nhá. Xem số bao nhiêu nào. 265 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Cedric này. Số bao nhiêu nhỉ? Số 98 à? Anh ơi, lấy cho em cái chìa số 98. 6 bác Đồ Gỗ Duy Linh Vios 2015 thì em đi có bản E số sàn 98 với mức giá là 345 triệu bác Đồ Gỗ Duy Linh nhá. Bác mà quan tâm thì để lại số điện thoại đi. Sau buổi live em đi sẽ gửi hình ảnh và gửi video chi tiết cho bác. Nào các bác đẩy view mạnh lên nhá, em đi chờ chìa khóa một chút xíu thì sẽ quay chiếc Cedric cho các bác xem. Đây, ASEAN này. Một mẫu xe mà dành cho bác nào mà không muốn đi Vios mà lại muốn mua một cái dòng xe nó vừa tiền như Vios và nó lại đẹp hơn, chất lượng hơn thì đây nhà em đi có một siêu phẩm này, đúng không ạ? Một chiếc ASEAN đời 2016 phiên bản số sàn nhá. Em này thì là đời 2016 thì là vẫn là dòng nhập khẩu nguyên chiếc các bác ạ. Động cơ 1.4, đèn bi xe lông siêu sáng, viền xung quanh là những dải đèn led này. La răng đúc theo xe, 4 quả lốp mới, đúng không ạ? Cụm phanh nghe bác chúng có cứng đầy đủ rồi. Đây, xi nhan trên gương nhá. Đăng kiểm tháng 10/2023. Ok không ạ? Đăng kiểm đến tận tháng 10/2023 cơ. Nội thất bên trong này các bác nhìn này. Màn hình cảm ứng, cam hành trình, cam lùi đầy đủ rồi. Đây, ghế da cao cấp thông hơi hai màu, trần 3D chống nóng nhá. Em này đi lên sàn 5D rồi. Một chiếc CX đời 2000, một chiếc xe ASEAN 2016 số sàn. Em đi đang chào bán với mức giá là 365 triệu đồng nhá. Ok không ạ? Bác Hải Nguyễn Mạnh ơi, anh bấm chìa em với. Vào để nổ lên. Morning số tự động 2015 16 17 không em đi ơi. Bác Hải Mạnh Nguyễn ơi. Morning số tự động 2018 được không anh? Màu đỏ đẹp, máy số zin nhá, xe một chủ. Chiếc xanh bao nhiêu tiền? Chiếc xanh em đi lại chốt rồi, đúng không ạ? Con Sport đỏ đây. Quay lên siêu phẩm cho bác Tony Nguyên xem. Cái bộ đèn led này mà pha lại có phê không ạ? Đấy, và nội thất bên trong nhá. Nhìn vào nội thất bên trong thì các bác mới thấy là mê này. Đây. Ok không ạ? Bác nào thích siêu phẩm như này không ạ? Thì nhà em đi đang có đây, coi nhìn này. Trời ơi,
Một chiếc CRX dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc mà nó mê như này. Trần này. Đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Đấy, phải là một người cực kỳ là yêu xe mới độ được một chiếc xe đẹp như thế nhá. CRX đời 2010 full đồ chơi, lại còn gì ạ? Độ rất nhiều cái đồ hay ho này. Đấy, em đi chào bán với mức giá là 265 triệu đồng. Bác nào chốt trực tiếp trên live trên này em đi sẽ để giá rẻ cho này. Ok không ạ? Quá đẹp luôn. Xuất sắc nhá. Một chiếc CRX dòng xe nhập khẩu. Và cái dòng này các bác ơi, nhiều bác độ lên rất là yêu luôn. Đấy, nhiều bác còn độ như cánh rơi cơ. Bao đẹp luôn. À, anh Dũng Nguyễn ơi, sport đỏ bao nhiêu? Sport đỏ là chiếc nào nhỉ anh ơi? À, có i10 khoảng độ 200 không em? Bác Văn Tiến ơi, tầm đấy thì em đi chỉ còn morning thôi. À, i10 thì em đi lại bán hết rồi anh nhá. Đấy, còn không thì sport đỏ là chiếc nào nhỉ? Các bác ơi, vào xem nay thả tim đẩy view mạnh đi cho em đi nhá. Siêu phẩm quá đẹp luôn. Đấy, ở đây Hyundai Ion đây, 2012 số sàn nhập khẩu 158 triệu đồng. À, còn ngay bên cạnh đây thì em đi, à chiếc Sport đỏ là chiếc Morning ạ. Morning Sport thì hiện tại chợ em đi bây giờ chỉ còn có màu bạc này, màu đen, màu xanh và màu màu xanh và màu lông chuột nhá. Bác Nguyễn 6 ơi, CRX đời 2010 nhá. Anh Hải Nguyễn Mạnh ơi, 2018 là số tự động hay số sàn vậy, giá sao? 2018 là số tự động anh nhá, số tự động 2018 bản S màu đỏ đẹp luôn. Và chiếc đó là với mức giá là 545 triệu đồng nhá. Anh Hải Nguyễn Mạnh ơi, 545 triệu đồng. Bác Đặng Hải ơi, Innova 2018 có không? Innova 2018 hiện tại em đi không còn. Đúng không ạ? Em đi chỉ còn từ đời 2015 trở xuống thôi. Đây, mẫu xe thể thao form dáng đẹp nhà em đi này. Một chiếc xe Kia Cerato nhá. Em này thì thực sự luôn các bác là các bác ở trong tận mũi Cà Mau hay là ở tận Phú Quốc nhá, em Ly vẫn ship cho các bác. Và với gì ạ, cái cam kết là máy số zin này, em Ly tự tin ship cho các bác về cái chất lượng xe Cerato 2012 phiên bản số tự động, dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc nhá, động cơ 1.6 này, form dáng quá đẹp luôn, máy số zin biển 12A. Em này là còn một chủ sử dụng từ mới cơ các bác ơi. Đấy, hiếm đúng không ạ? Hiếm một chiếc xe nào mà đời 2012, 15 sử dụng mà vẫn một chủ sử dụng từ mới. Là răng đúc 5 chấu kép, phanh hai bánh trồng bọc cứng đầy đủ luôn, lốp láp mới. Và đối với dòng xe Cerato, lốp của nó R17 các bác nhé. Lốp R17 luôn, nên là xe lốp và gì ạ? Thân xe cực kỳ là cân đối và đẹp luôn. Nội thất bên trong của chiếc Cerato này, các bác nhìn này, màn hình cảm ứng luôn, điều hòa auto, có sưởi kính trước sau đúng không ạ? Chân nỉ này, cửa sổ trời, ghế da zin nguyên bản đây các bác nhìn này, bộ ghế da zin nguyên bản luôn. Đấy, xe khá là cứng và đẹp nhá. Một mẫu xe form dáng hatchback thì sẽ trang bị cửa sổ trời. Ở Cerato mà dòng xe sedan thì không có các bác nhá. Đây các bác nhìn này, tắp đi tắp lô đẹp luôn. 2012 một chủ máy zin, em đi đang chào bán với mức giá là 365 triệu đồng nhá. 365 triệu đồng đúng không ạ? Em xin chào bác trái tim băng giá là em đi có mô linh nhá. Bác Hukti Tao ơi, con đang quay giá bao nhiêu em? 365 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Cerato 2012. Đúng không ạ? Các bác vào xem like, thả tim thả like đây. Còn mô linh thì nhà em đi rất nhiều luôn này. Mô linh số tự động tầm tiền trên 200 triệu trở xuống thì sẽ có rất nhiều dòng xe luôn. Đấy. Số tự động màu bạc, màu đỏ này, màu trắng này, biển 29A này. Em này là 2008, đăng ký lần đầu 2011 nha. Lên la răng đúc rồi, 4 quả lốp mới, xi nhan trên gương, màu trắng đẹp, biển Hà Nội với mức giá 195 triệu rồi. 195 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán là một siêu phẩm này các bác nhìn này. Innova 2015 em đi chào bán là 418 triệu nhá. Em cảm ơn bác Tôn Nghi Nguyễn này. Con đỏ đấy quá đẹp luôn. Đấy, vô lăng 3 chấu, túi khí đầy đủ, cần số thẳng, đầu đài màn hình, táp ly táp lô đẹp, trần nỉ zin, ghế da nhá. Bác ơi, các chủ đã lên một bộ ghế da đẹp rồi. Đây các bác nhìn này, sơn xi mỏng tang luôn và là sơn zin, đúng không ạ? Một chiếc xe Kia Morning số tự động bản XLS 2008, đăng ký lần đầu 2011. Em đi chào bán chiều giá là 195 triệu đồng nhá. 195 triệu đồng. Em xin chào bác Đỗ Khánh này. Cái gì ạ? Innova 2015 giá bao nhiêu? Innova 2015 lại lên form mới rồi. Đấy, bản E xịn sò tư nhân, lên full đồ chơi nhá. Có trang bị cảm biến này. Đấy, chiếc này thì bác chủ lên bộ cảm biến rồi. Sơn xi này mỏng tang luôn. Máy số zin, zin từ lắp sàn cò luôn. 4 quả lốp mới, là răng đúc đẹp, phanh hai bánh trồng bò cứng đầy đủ luôn. Và với mức giá 418 triệu đồng nhá, là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Innova. Em xin chào bác tóc Thủy Quyền à.
Cái gì ạ? 4 chỗ có giá có giảm giá không à chị? 4 chỗ có giảm giá à? Bắc Tóc Thủy Nguyễn ơi, 4 chỗ thì nhà em đi không có nhiều đâu. Nhà em đi hầu như là 5 chỗ thôi. 5 chỗ, 2 chỗ và 7 chỗ nhá. Bắc Tóc Thủy Nguyễn nhá. Còn chiếc nào bác đang quan tâm thì cứ comment đi. Em đi sẽ quay chi tiết cho bác. Đúng ạ. Đây. Số sàn form dáng đẹp luôn. Động cơ 1.6 này các bác nhìn này, sedan phân khúc hạng C này. Riêng đối như dòng này thì có nhận chuyển xe không? Bác Nguyễn Sáu ơi, em đi nhận vận chuyển xe toàn quốc, đúng không ạ? Như em đi vừa chia sẻ đấy, các bác ở tận trong mũi Cà Mau cơ, em đi vẫn còn diện có thể ship được cho các bác cơ mà. Đấy, đây, 2015 đây nhá, đèn xe sáng như gương luôn. La răng đẹp rồi, đấy các bác nhìn này. Bộ la răng lên form mới rồi, nhìn được mặt ca lăng ấy lên form mới, nhìn quá đẹp luôn. Đèn gầm là đèn bi cầu. La răng đúc đẹp luôn này. Đấy, tất cả 4 cỏ lốp này như mới luôn. Sơn xi nó mỏng tang luôn. Em này để xinh nhan trên gương rồi. Có ốp gương này. Đăng kiểm tháng 1/2023. Được nhá. Đăng kiểm tháng 1/2023. Ở tay nắm cửa viền chân kính ốp mạc chrome hết rồi. Đây. Đầu đài zin nguyên bản, ghế da trần nỉ zin. Mỗi một hàng ghế thì đều có hai cửa gió điều hòa nhá. Nên là các bác ngồi phía dưới không ở sợ nóng. Thực sự luôn đối với dòng xe Innova rồi. Và nó phải có cái lý do nào đó, đúng không? Thì nó mới được được mệnh danh là một dòng xe chuyên chạy dịch vụ các bác, đúng không? Thứ nhất là rộng rãi này. Thứ hai là gì ạ? Cực kỳ là lành và bền, ít thòng vặt. Đấy, cái dòng này thì các bác nhá, Innova các bác, những cái dòng xe này các bác cứ đi chục năm nữa, em khẳng định với các bác luôn, máy số nó vẫn còn quá xịn sò như mới luôn. Đấy, 418 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc Innova 2015 nhá. Bác Đặng Hải nhá. Ok, bác Nguyễn Sáu ơi, CX đấy thì em đi tự tin ship vào cho bác luôn. Đúng không ạ? 265 triệu đồng, một siêu phẩm luôn này. Em này thì quá mê rồi. Lúc vừa thì em đi đã quay cái phần buổi tối nha. Em đi ấy lên cho bác xem rồi. Và bây giờ thì quay sơ qua bên ngoài này. CX 2010, full đồ chơi, đèn bi, xe lông, màn hình cảm ứng to bản luôn. La răng đúc đẹp luôn này. Phanh ABS trong bó cứng đầy đủ. 4 quả lốp mới. Đăng kiểm tháng 11/2022. Tay nắm cửa viền chân kính ốp mạc chrome rồi. Em này thì tất cả kính đều là kính zin nguyên bản nhá. Tất cả kính đều là kính zin nguyên bản này. Đây. Ghế da cao cấp thông hơi, ghế da cao cấp zin nguyên bản này, trần nỉ zin, cửa sổ trời. Màn hình cảm ứng cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi. Đấy, những cái đường viền này là những cái dải đèn nét nhá. Khi mình bật lên thì quá mê luôn rồi. Đèn nổ start top xịn sò. Có điều hòa auto, sưởi ghế, sưởi kính, đúng không ạ? Củ số đây. Vô lăng ba chấu nhá, đây. Em này thì còn có cả gì ạ? Cruise control thì phải các bác nhìn này, đúng không ạ? 265 triệu đồng nhá, bác Nguyễn Sáu nhá. 265 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm CX này rồi. Bác Nguyễn Điệp ơi, Cruise 2011 màu trắng tự động giá sao? Cruise 2011 số tự động thì em đi không còn nhá, bác Nguyễn Điệp nhá. Cruise biển 30 lúc nãy quay giá bao nhiêu? Cruise biển 30 à? Đâu nhở? Cruise biển 30 đâu ạ? Em này đây ạ. 36 nhá bác ơi. Chiếc này là Cruise biển 36 nhá, màu đen 2011 phiên bản số sàn. Em đi chào bán là 245 triệu đồng thôi. Động cơ 1.6, đây nội thất bên trong này. Em này là biển 36. Ghế da hai màu, đúng không ạ? Ghế da hai màu trần nỉ zin đây. Ốp đồ chạy chuẩn 14 vạn các bác nhá. Ốp đồ chạy chuẩn 14 vạn luôn. Táp đi táp lô đẹp luôn. Lên màn hình cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi. Đấy, điều hòa auto luôn. Em này thì không có sưởi ghế các bác nhá, chỉ có sưởi kính thôi. Sàn trải đầy đủ rồi, đèn auto, đúng không ạ? Một mẫu xe sedan phân khúc hạng C các bác nhìn này, bệ từ tay bọc ra, những cái đường keo chỉ của nó là zin, sơn xi mỏng tang luôn. Xe Cruise 2011 phiên bản số sàn. Em đi chào bán là 245 triệu đồng nhá. 245 triệu đồng bác Tâu nhá. Hải Nguyễn Mạnh em chào bác này, Morning Van đi em đi ơi. Morning Van thì em đi có 2012 màu lông chuột anh ơi. 2012 màu lông chuột bản nhập khẩu và số tự động nha, với mức giá là 225 triệu đồng. Em xin chào bác Năm Xuân này, Y30 đời 2017-18 không em? Y30 thì em đi không có đời cao vậy nhá các bác ơi. Y30 thì em đi có đời 2009-2010 thôi nhá anh ơi. Em cảm ơn bác Mai Thức nha. Các bác ơi vào xem live thả tim đẩy view mạnh đi cho em đi nào. Hôm nay là gì ạ? Nhiều hơi rồi, hôm nay lại mất hơi rồi. Hôm qua live sung lắm mà hôm nay nói như bị hụt hơi rồi. Đấy nên là các bác phải đẩy view mạnh lên cho em đi đúng không ạ? Đẩy view mạnh lên thì em đi mới có gì ạ? Tinh thần này, live stream thật lâu và chia sẻ với các bác thật nhiều đúng không ạ? Chia sẻ, thả tim thả like đẩy view mạnh lên cho em đi nhá. Vios nhà em đi mới về này.
Em này là vừa mới về các bác ạ. Màu vàng cát đẹp luôn, bản E xịn sò đời 2018. Đấy, 2018 phiên bản số sàn bản E luôn. Các bác nhìn này, độ lên đèn bi xê lông siêu sáng rồi. Em này là màu vàng cát nhá, ốp đèn pha, la răng đúc, 4 quả lốp mới, xinh nhan trên gương, bản E xịn rồi. Đăng kiểm tháng 12/2022 này. Tay nắm cửa ốp bạc rôm, có trang bị về chắn mưa đầy đủ. Đây, màn hình cảm ứng xịn sò, can lùi đầy đủ, ghế da nhá. Chiếc này bác chủ lên một bộ ghế da rồi, trần 3D chống nóng này. Vô lăng 3 chấu, một chiếc vai ớt E đời 2018. Em đi sẽ bán dao động tầm 385 các bác nhá. Bán dao động tầm 385. Đấy, 4 quả lốp mới luôn. Bác nào mà thích xem mộc này, đấy và xem nguyên bản mà em đi chưa dọn rửa, chưa lê làm nội thất thì em đi mời các bác nhé, ngày mai đến xem xe. Alo ngay cho em đi, đúng không ạ? Chiếc là 240 nhỉ, bác tay tao ơi. Chiếc là 240 ạ, bác San Phạm ơi, model giá bao nhiêu? Model thì em đi mới có một chiếc model 2009 form mới anh nhá, số tự động form mới rồi. Và em đi đang chào bán với mức giá là 275 triệu đồng. Còn chiếc model vừa rồi thì em đi bán rồi nhá, bác San Phạm nhá. Con này 200 được không? Bác Đào Đức Trọng ơi, 200 thì chắc chắn em đi không bán được nhá. Bác Đào Đức Trọng nhá. Bây giờ bảo một con xe cỏ đúng không ạ? 200 triệu mà bớt một phát rồi, có tầm chục chữ của bác thôi mà em đi mất 45 triệu rồi. Khó lắm ấy. Khó lắm nha. Bác Đặng Tiến Giang ơi, xin xe giá xe màu trắng không biết là chiếc nào nhỉ? Bác vào comment đi. À đây, quay ngay siêu phẩm đúng không ạ? Đây, màu trắng của bác đây. Cruy 2016 form mới dành cho bác nào mà thích yêu cái gì ạ? Dòng xe độ này. Lên diện độ, lên body kit rồi, độ bô on up. Đấy, la răng đúc, vành sơn đỏ, cụm phanh ABS chống bó cứng cũng là sơn đỏ luôn này. Đấy, đối với cái dòng xe Cruy này nhá, thì từ đời 2015, cuối 2015 á, nó lên form mới rồi thì mới trang bị cụm phanh ABS chống bó cứng. Còn đời 2011 cho đến đầu 2015 thì nó không có trang bị phanh ABS chống bó cứng các bác nhá. Gầm bệ sáng luôn này. Một chiếc Cruy đời 2016 form mới, đẹp chưa các bác? Biển 36A, màu trắng đẹp luôn. Em đi đang chào bán với mức giá là 338 triệu đồng các bác nhá. 338 triệu đồng, độ bô on up này, đây, 338 luôn. Độ bô on up, lên đèn bi xê lông, đấy. La răng đúc sơn đỏ, 4 quả lốp mới, xinh nhan trên gương. Đây có nhìn này, đăng kiểm tháng 11/2022. Tay nắm cửa, viền chân kính, ốp bạc chrome sáng bóng hết rồi. Đây các bác nhìn được có mê không ạ? Chiếc này bác chủ còn lên bộ sàn 5D xịn sò, 5 triệu rưỡi, đúng không ạ? Bậc lên xuống ốp mạ chrome, táp ly táp lô đẹp. Màn hình cảm ứng, cam hành trình cam lùi đầy đủ rồi. Trần đỏ nhá, ghế da, đúng không ạ? Ghế da thể thao, củ số sắc nét, điều hòa auto này. Một mẫu xe Cruy, số sàn, động cơ 1.6, lên form mới, độ body kit, độ bô on up, còn rất nhiều tính năng hiện đại và độ lên nhiều đồ chơi rồi. Em đi chào bán với mức giá là 338 triệu nhá. 338 triệu đồng dành cho siêu phẩm, đúng không ạ? LX560 bao nhiêu tiền? Em không có LX560 bác nhá. Bác Thắng Đài ơi, em vừa mới lên Vios đúng không ạ? Chiếc Vios biển 18 à, chiếc này thì em đi mới về. Bác ơi, em đi mới về nhá, vào là đời tầm 2018, bản E xịn sò luôn, tư nhân không khoan đục. Và với cái mức giá em đi đang chào bán tầm 385, đúng không ạ? Tay nắm cửa, về chân kính rồi. Đấy, có cả về chắn mưa rồi. Ghế da xịn sò, đây có nhìn này. Ổ khóa sáng nhá, ốp bản lề zin luôn. Đấy, thông số kỹ thuật đầy đủ, tem mác lại, bậc lên xuống ốp mạ chrome rồi. Đây, núm điều khiển hay là vô lăng các bác nhìn này. Củ số, đấy, xe khá đẹp luôn, thảm trải táp lô, màn hình cảm ứng to bản luôn, cam lùi nhá. Đây. 385 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Vios 2018 bản E số sàn. Ok không ạ? Lexus 570 em đi không có nhé bác Đặng Tiến Giang ơi, đúng không ạ? Bác Trần Ngọc Lâm ơi, Vios đời biển 18 là 2018 anh nhớ, màu vàng cát. Đấy, và em đi đang chào bán tầm 385 triệu, đúng không ạ? Quay một siêu phẩm đi, đúng không ạ? Quay một siêu phẩm giá trên 500 cho các bác nào thích những dòng xe sang này. Biển 30 đẹp luôn, biển Hà Nội lại còn biển như đã chất rồi, 00040 nữa, nhìn cái biển đã thấy mê rồi, đúng không ạ? Một chiếc xe Mazda 3 đời 2017 nhá, bản Felix phanh tay điện tử này. Em này thì nói chung là biển Hà Nội đã đẹp rồi, bác chủ lại còn lên full đồ nữa. Độ lên đèn bi lê xê lông siêu sáng này, la răng đúc, lốp láp mới luôn, xinh nhan ở trên gương. Em này đang kiểm dài nhá các bác nhá, đang kiểm dài miên man luôn. Sàn trải 5D, bậc lên xuống ốp mạ chrome sáng bóng luôn. Đấy, xe khá là chất này.
tắp đi tắp lô đẹp luôn. Những cái lốm điều khiển nó còn như mới. Em này là zin đét các bác nhá, chếch chạc khỏi thoải mái luôn, đúng ạ. Ồ khóa trong hãng luôn. Đây, ốc bản lề zin, sơn xi mỏng, ghế da cao cấp, chân nỉ zin này, cửa sổ trời, màn hình cảm ứng, điều hòa auto rồi. Đây, phanh tay điện tử các bác đây. Phanh tay điện tử và có cả trang bị cả gì ạ? Đây nhá, phanh tay điện tử của các bác đây. Và có ba chế độ lái này, có chế độ thể thao này, có chế độ normal này. Đấy, xịn xòa luôn ạ. Đây, có gì ạ? Có đuôi control này, điều khiển nó giọng nói này, rồi điều chỉnh âm lượng rất nhiều luôn. Có trang bị hệ thống chống on off. Đấy, đèn auto rồi. Một chiếc Mazda 3 bản Philips phanh tay điện tử 2017 nha. Bao đẹp luôn. Zin đét, check hãng, check choác thoải mái, đúng không ạ? 535 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm nhá. Các bác nhá, màu đỏ đẹp luôn. Đấy, mẫu xe thể thao dành cho bác nào mà đang thích này. Lên xe 7 chỗ đúng không ạ, bác Lê Quỳnh ơi? Có xe nào chạy ít xăng à? Chạy ít xăng là tầm bao nhiêu nhỉ bác nhỉ? Đấy, Vios có số tự động không? Bác Thắng Đài ơi, Vios số tự động 2018 được không anh? Vios số tự động 2018 màu bạc đẹp. Và với mức giá 505 triệu đồng nhá. Bác Thắng Dài nhá. Có sedan là tầm 300, sedan tầm 300 thì quá nhiều luôn anh nhá. Tầm 300 triệu thì quá nhiều luôn. Đây, một chiếc xe Fiesta dành cho các bác nào muốn mua về tặng vợ này. Đấy, form dáng hatchback cực kỳ đẹp luôn. Một dòng xe đến từ thương hiệu Ford thì các bác biết rồi, đúng không ạ? Sơn xi mỏng gầm bệ thì chắc chắn. Đấy, và cái độ cách âm cách ồn rất tốt luôn. Và giá đối với cái dòng xe này thì khá hợp lý, đúng không ạ? Form dáng đẹp mà giá chưa đến 300 triệu nhá. Fiesta đời 2011 số tự động này. Các bác nhìn này, la răng đúc 5 chấu kép. Đấy, bố tháng còn sơn vàng cơ. 4 quả lốp lắp mới luôn. Em này thì bác chủ lên được màn hình này, trang bị đề nổ start top này và xi nhan trên gương. Đây, đăng kiểm tháng 6 2023 nhá. Đăng kiểm đến tận tháng 6 2023. Fiesta màu đỏ đẹp luôn. Ghế da này, các bác nhìn này, lên một bộ ghế da rồi, chân nỉ. Thảm trải tắp có gì ạ? Sàn 5D. Đề nổ start top, màn hình cảm ứng, cam lùi đầy đủ nha. Cam hành trình luôn. Với mức giá 285 triệu đồng các bác nhá. 285 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Fiesta. Bao đẹp này luôn. Bác Thắng Đài nhá, sedan tầm 300 thì bác có thể mua được Cruy, đúng không ạ? Cruy 2016 đây, 338 này. Còn không thì bác có thể mua được một chiếc xe Cruy 2013 nhà em đi, 265 triệu đồng. Còn những cái dòng khác thì có thể mua được nữa nhá. Ví dụ như i10, đúng không ạ? i10. Xin chào nhá, bác Giáp Phới Đức Trần nhá. Các bác vào xem like, thả tim, thả like, chia sẻ mạnh đến giúp em đi nhá, đẩy view mạnh lên nào. Hôm nay sao mệt quá trời ơi, thực sự luôn. Và các bác comment mạnh lên nhá, không để em đi mà yếu thế này là em đi lại không like được đâu. Đây, siêu phẩm này các bác ơi, 7 chỗ. Orlando bao đẹp luôn này. Một mẫu xe 7 chỗ form dáng phải nói là chất lừ luôn. Và cái dòng xe Orlando này thì cái chấm của nó là chấm gọi là đứng thứ hai nhá. Thấp nhất đứng thứ hai luôn sau Xpander. Đấy. Rơi vào tầm chưa đến 8 lít các bác ạ. Chạy chưa đến 8 lít trên 100 km đường trường mà còn 7 chỗ đẹp luôn, form dáng này. Số tự động nha, lên màn hình rồi, lên cam hành trình và cam lùi. La răng 5 chấu to bản, 4 cổ lốp mới, xi nhan trên gương. Các bác nhìn có đẹp không ạ? Nhìn cái form dáng này có mê không ạ? Hai hàng ghế phía dưới mà khi mình hạ xuống thì được đúng một cái giường di động luôn. Đấy, rộng rãi, thoải mái nằm luôn. Orlando 2017 bản LTS số tự động. Em đi đang chào bán với mức giá là 435 triệu đồng nhá. 435 triệu đồng. Bác Anh Ngọc ơi, con bán tải tầm 500 số tự động xe một cầu. Bán tải tầm 500 số tự động con một cầu thì em đi đang có Chi Tông đúng không bác? Chi Tông 2016 phiên bản số tự động. Đấy, zin đét luôn, biển Hà Nội và với mức giá 468 triệu đồng nhá. Bác Anh Ngọc nhá, đây này. Cửa sổ trời, chân nỉ zin, ghế da xịn sò luôn, vô lăng ba chấu đẹp này. Em này thì lên cam, màn hình cảm ứng rồi. Đó, lên cam hành trình, cam lùi đầy đủ rồi. Đấy, đầu đài zin nguyên bản, điều hòa auto nhá. Đây có nhìn này, tắp đi tắp lô đẹp luôn. Đây, đèn auto rồi. Các bác nhìn này, ổ khóa nó, ổ diệt tay nắm cửa nó sáng như này cơ mà. Đấy, những cái núm điều khiển này, nó còn sắc nét luôn. Bệ tì tay bọc da, kính zin, đúng không ạ? Kính zin nguyên bản. Orlando 2017 bản LTS, em đi chào bán với mức giá là 435 triệu đồng. Các bác nhá, 435 triệu đồng. Thả tim thả like, đẩy view mạnh lên cho em đi là các bác ơi. Em xin chào bác Phạm Hiển này, i10 29 số tự động giá bao nhiêu? Bác Văn Quyết ơi, ok nhá, em đi sẽ quay bán tải cho bác này. Đi xuống dưới đây nhá.
Y10 số tự động 2019 thì em đi đang có một chiếc màu đỏ 2018 được không bác? Được không bác Phạm Hiền ơi? 2018 máy số zin đét luôn. Đấy. Và với mức giá 375 triệu đồng. 375 triệu đồng thì em đi sẽ bao phí rút hồ sơ cho khách hàng này. Đây nhá, ngay dưới đây. Tiện xuống dưới đây thì em đi sẽ quay luôn cả bán tải nhá. Các bác vào xem like, thả tim thả like để view mạnh lên nào. Đấy, Innova tiếp theo này. 2015. 2015 nữa đây. Đây. Morning số tự động đấy nhá. Y10 đây. Khách em đang xem xe đây rồi. Hai bác chủ đang xem xe Y10 số tự động đây nhá. Đây. Y10 số tự động 2018 và em đi đang chào bán là 375 triệu đồng nhá. Bác Văn Quyết ơi, bán tải có luôn. Đây, ngay bên cạnh đây này. Em đi đang có siêu phẩm Chi Tông đây rồi. 2016 số tự động một cầu, nắp thùng cao, biển Hà Nội đẹp luôn. Đấy. Máy số zin. Cam kết với các bác luôn, bao check hãng toàn quốc nhá. Và như em này thì bác chủ đã lên được rất nhiều đồ chơi rồi. Màn hình cảm ứng to bản luôn này, cam hành trình và cam lùi đầy đủ, tắp đi tắp lô đẹp luôn. Ghế da hai màu, trần này. Nỉ zin nguyên bản nha. Xe trang bị đề nổ sa tốp xịn sò, đúng không ạ? Chi Tông 2016 số tự động một cầu, em đi đang chào bán với mức giá là 469 triệu đồng. Bác Quyết Vãn Nguyên nhá. 469 triệu đồng. Anh Ngọc ơi, quay con đó cho mình xem cái. Bác Anh Ngọc ơi, đây ạ, bác nhá. Ok các bác ơi, vào xem like, thả tim thả like để view mạnh đi cho em đi nhá. Hôm nay không biết tại sao mà lại còn quên không ghim số điện thoại, đúng không ạ? Sau gần như là sắp xuống like rồi thì mới thấy số điện thoại này. Innova bao nhiêu tiền, quay con Civic. Ok bác Đức Trần nhá, chờ chút xíu em đi sẽ quay Civic cho bác luôn. Quay trước một chiếc bán tải, chiếc Innova này đã này. Chiếc Innova này chưa có giá này. Anh ơi, Innova 2015 form mới nhà em đi đang có thêm một siêu phẩm này. Đấy, biển 15A, nhìn có đẹp không ạ? Màu bạc đẹp luôn nhá. Có trang bị xi nhan trên gương rồi này. La răng đúc đẹp, lốp lắp mới luôn này. Innova 2015 xịn sò luôn. Cam hành trình, màn hình cam lùi đầy đủ, tắp ly tắp lô đẹp, vô lăng 4 chấu. Ghế da này các bác nhìn này, và trần còn trần nỉ zin cơ. Em đi đang chào bán chiếc Innova này với mức giá là 388 triệu đồng nhá. 388 triệu đồng là cái giá em đi đang chào cho các bác nào mà đang muốn mua Innova giá rẻ này, đúng không ạ? Innova giá rẻ các bác đây. Đấy. Máy số zin luôn. Đây có nhìn này. Ốc bản lề này hay ổ khóa là còn sáng đẹp như này cơ mà, đúng không ạ? Đấy, xe đi thì khá cứng nhá. Đây, ghế này zin đét luôn. Mỗi hàng một hàng ghế thì đều có cửa gió điều hòa xịn sò rồi. 388 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho siêu phẩm Innova 2015 này nhá. Bác nào mà thích thì hãy liên hệ cho em đi. Qua số hotline em đi đã ghim ở trên màn hình rồi để chốt được một siêu phẩm Innova 2015 có mới đẹp nhá. Em cảm ơn bác Thái Hoàng đúng không ạ? Các bác cứ vào xem like này, hãy dành 1-2 giây thôi, chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm cho em đi nhá, đúng không ạ? Chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm cho em đi nào. Có con vé đời 2015 được không bác? Đúng không ạ? Bác Minh Duy 2015 nhá. Bản E, số sàn, máy số zin và với mức giá là 345 triệu đồng là em đi đã có thể gì ạ? Bán cho bác một siêu phẩm ấy rồi. Vios E 2015 nhá. Đây, Civic của bác đây. Civic 2015 màu bạc, màu đen đẹp này. Số tự động nha, số tự động động cơ 1.8 đây, một mẫu xe mà gì ạ? Nồi đồng cối đá đúng không? Đầm chắc luôn. Đấy, phân khúc hạng C đúng không? Civic là một dòng xe phân khúc hạng C. La răng 5 chấu này, lốp lắp mới luôn. Có trang bị vẹt chắn mưa đầy đủ rồi. Em này đăng kiểm này đến tháng 12/2022 đấy nhá. Tháng 12/2022. Và tay nắm cửa ốp mạc chrome rồi. Chiếc này bác chủ lên được một bộ ghế da này. Lên một bộ ghế da xịn sò. Màn hình cảm ứng. Đấy, củ số đây nhá. Điều hòa auto, trần lên trần 3D chống nóng rồi. Thảm trải tắp lô sạch đẹp, sàn trải đầy đủ. Với mức giá 250 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Civic đời 2005. Ok anh Minh Đoàn ơi. Ok anh nhá. Fortuner thì em đi còn một chiếc Fortuner 2011. Anh ơi, Bắc Ngân Hồng Lãm này. 2011 số sàn máy dầu nhá. Và với mức giá là 535 triệu đồng. Bác Lê Hiền ơi, có Elantra không ạ? Hiện tại Elantra thì em đi đang hết rồi. Em xin chào bác Thanh Quan Họ, lại cần bán xe chính chủ đời 2016, mới đi 6 vạn là Thuần Thành. Ok bác Thanh Quan Họ ơi, em đi có số điện thoại của bác rồi thì chút xíu nữa nhá, sau buổi live em đi sẽ gì ạ? Dừng like và gọi điện thoại cho bác nhá. Anh Thành Quang ơi, em cảm ơn anh nhá. Ngày hôm nay thì em đi cũng đúng như lời anh nói rồi, chốt được 10 con xe cơ.
Ngày hôm nay thì em đi đã chốt được chục con rồi. Anh Nguyễn Thành Quang nhá. Đây. Đúng rồi các bác ơi, đẩy view lên. Nhưng mà thực sự luôn, hôm nay em đi tiếp khách từ sáng đến giờ, nói nhiều quá nên là nó cũng đang bị hết hơi nhiều lắm. Cũng đang cố đây, đang cố giữ sức để livestream thật lâu và chia sẻ thật nhiều, quay được rất thật nhiều những cái dòng xe có tài trợ cho các bác nhá, để các bác có thể tìm được một cái dòng xe ưng ý này, phù hợp với giá tiền. Nên là các bác cứ vào xem like, thả tim comment mạnh lên cho em đi nhá. Đẩy view, đẩy like mạnh lên cho em đi là các bác, đúng không ạ? Đẩy view mạnh lên, mỗi một bác thôi dành 1 đến 2 giây chia sẻ để giúp em đi đẩy được cái lượt view là thứ nhất này. Và sẽ gì ạ, rất nhiều bác, đúng không ạ, rất nhiều bác khác mà muốn mua xe lại tìm đến được một cái địa chỉ tin cậy để mua xe các bác nhá. Đây, Morning tiếp theo này, nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động nhá. Em này thì màu xanh, đúng không ạ, màu xanh nước biển cực kỳ đẹp luôn. Biển 4 số luôn, biển Hà Nội nguyên biển 4 số này. Và với mức giá là 198 triệu đồng thôi là các bác có thể dinh ngay được một siêu phẩm rồi. Morning 208, đăng ký lần đầu 2010, số tự động động cơ 1.0, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, các bác vào xem like, thả tim thả like, đẩy view mạnh lên cho em đi nhá. Đẩy view mạnh lên nào. Các bác nhìn xem cái bộ đèn xe này có mê không ạ? Nó sáng như gương luôn. Đấy, đèn xe sáng như gương luôn. Bác Tuấn Anh Lê ơi, có con 7 chỗ là khoảng 500 không em? 7 chỗ tầm 500 thì em đi có Sorento anh nhá. Sorento 2010, số tự động máy dầu bản Full Limited và với mức giá 535 triệu đồng. Em đi có thêm một siêu phẩm nữa là chiếc xe Fortuner 2011, số sàn màu đen đẹp và với mức giá là 535 triệu đồng. Đấy, còn dưới 400 thì em đi có Orlando 2017, số tự động bản LTZ với mức giá 435 triệu đồng nhá. Bác Tuấn Anh Lê nhá. Bác Hải Trinh ơi, Innova số tự động thì em đi không còn anh nhá. Hiện tại là toàn đi Innova số sàn thôi. Bác Nguyễn Tài này, ở Phú Yên gửi mấy ngày tới vậy? Phú Yên ạ, Phú Yên thì gửi tầm 3 ngày nhá. Bác Nguyễn Tài ơi, tầm 3 ngày là bác có thể nhận được xe rồi, đúng không ạ? Đấy. Eco cam này thì em đi chốt rồi. Cô ấy xuống đây quay một siêu phẩm Eco đỏ, đúng không ạ? Còn đây là riêng một chiếc xe Innova 2012 nhà em đi này. 2012 zin đét luôn, xe cũng vừa mới về ngay buổi chiều hôm nay thôi. Chưa dọn rửa lên nào, nhìn xe rất còn bẩn luôn. Biển Hà Nội đẹp, bác nào mà thích Innova này thì có thể tham khảo nhá. 2012 345 triệu đồng bản E xịn sò luôn. Đấy. Eco của các bác đây. 5 chỗ gầm cao màu đỏ đẹp zin đét luôn, đúng không ạ? Biển 23. Em này thì nhà em đi nhá, các anh nhà em đi đã đến trực tiếp nhà bác chủ. Đấy, nhà bác dân để bắt được một siêu phẩm này. 2016 bản full mid full gì ạ? Titanium nhá. Với mức giá 445 triệu đồng, đúng không ạ? 445 triệu đồng. Bác Đoàn Tiến ơi, có con ASEAN không? Đây ngay cạnh đây em đi có ASEAN cho bác đây rồi. ASEAN 2011 phiên bản số tự động nhập khẩu nguyên chiếc. Em này để có nước sơn màu nâu cà phê đẹp luôn nhá. Biển 20A. La răng đúc 4 quả lốp mới luôn, xinh nhan trên gương nè. Tay nắm cửa viền chân kính ốp mạc chrome hết rồi. Như em này các bác nhìn này, lên ghế da rồi. Lên ghế da và sàn 5D thành một bộ luôn, đúng không ạ? Trần này chỉ đỏ, đấy trần 3D chỉ đỏ rồi. Đầu đài zin nguyên bản, vô lăng 3 chấu, táp đi táp lô đẹp luôn. Đấy các bác nhìn giúp em đi nhá, xe khá là cứng luôn. Táp đi táp lô đẹp luôn này. Một chiếc xe ASEAN 2011 phiên bản số tự động, động cơ 1.4. Và cái dòng này thì vẫn là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc nha các bác nhá. Với mức giá 345 triệu đồng. 345 triệu đồng là các bác có thể dinh ngay một siêu phẩm ASEAN màu nâu cà phê đẹp rồi, đúng không ạ? Con Granit bác Lâm Lê ơi, ok bác luôn nhá, Granit của bác đây. Thực sự luôn, bác nào đã từng tìm hiểu tới cái dòng Granit rồi thì chỉ có phê thôi, đúng không ạ? Đi xe cực kỳ là thích, nó đầm chắc vào cái đồ Mitsubishi mà, thì nó cực kỳ là xịn sò các bác nhá. Xịn sò luôn, đây này. Một chiếc Granit đời 2005 nhà em đi, màu bạc đẹp, lên đèn bi xe lông siêu sáng rồi. Xinh nhan trên gương, sơn si mỏng tang, máy zin, con này máy zin nhá. Đây có nhìn này, la răng 5 chấu. Đấy, 2005 nhưng mà cái cụm phanh ABS trồng một cứng nó còn vàng óng như này cơ mà các bác. Lốp láp rãnh sâu, ta lông dài luôn. Xinh nhan trên gương của các bác đây. Tay nắm cửa viền chân kính đây các bác nhìn này. Cái dòng Mitsubishi này ấy, thì nó đã xịn sò rồi. Thì từ những cái đẹp chân kính của nó đã có cái độ gì ạ, xịn rồi. Đấy, những cái đẹp chân kính của nó nhìn rất mê nhá. Ở em này khóa cửa bên trong rồi à. Granit 2005 số tự động nha. Lên được màn hình rồi, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Ghế da zin nguyên bản theo xe này. Vô lăng 4 chấu túi khí nhá. Và một chiếc xe Granit 2005 số tự động. Em đi đang chào bán với mức giá là 235 triệu đồng, đúng không ạ?
235 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Granit đây rồi. Bác Tâm Lê nhá, nếu mà bác đang ưng hay là thiện chí và đang cần tìm mua một mẫu xe Granit đẹp như này, 7 chỗ này, em này cực kỳ là dài các bác ạ. Đấy, nó cực kỳ là dài luôn. 235 triệu đồng nhá, bác Tâm Lê nhá. Bác Minh Duy ơi, cam kết vừa có cam kết con hai với cho anh không? Bác Minh Duy ơi, cam kết là bác muốn cam kết như nào ạ? Đúng ạ, bác đang muốn cam kết như nào thì bác cứ comment lên. Hoặc là dì ai book em đi sẽ trả lời và tư vấn cho bác nhá. Em xin chào bác Hùng DX này, xem Vios là có con Vios đời 2013 không bác Núi Thanh ơi? Vios 2013 thì em đi không còn. Hiện tại chợ bây giờ của em đi thì đang có Vios 2015 và mới về thêm một chiếc Vios 2018 màu vàng cát nhá. Đúng ạ. Bác Nguyễn Văn Dầu i10 ạ, i10 em đi có, số sàn có, số tự động có. Đấy, bác đang thích dòng nào thì cứ vào comment nhá. Đây, đi vào đây quay cứ lượn mãi ở đây đúng không ạ, mà chưa biết là quay siêu phẩm gì ở dưới đây nhỉ. Đi xuống đây đi, từ bấy giờ là lượn vòng quanh ở đây nhưng mà vẫn chưa quay hết được này. CDX đây rồi, Avel rồi, Ion rồi, Celeto rồi. Đấy, quay chiếc Sport S đi. Em đi đang có một siêu phẩm Kia Sport S các bác ơi, đẹp luôn, 2011 nha. Em này là một dòng xe 5 chỗ này, dòng SUV bao đẹp luôn. Kia Sport S 2011, đấy, đèn bi xe lông rồi, lốp mới, la răng đúc đẹp, các bác nhìn bộ la răng đúc nhìn có đẹp không ạ? Phanh áo với chống bọc cứng 4 bánh, xi nhan trên gương, đăng kiểm tháng 2 2023, xịn sò luôn này. Đúng ạ. Một chiếc Sport S là một dòng xe SUV nhá, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đúng ạ. Lên sàn 5D rồi. Ghế da zin nguyên bản, cửa sổ trời toàn cảnh Proma. Màn hình cảm ứng, cam hành trình, cam lùi đầy đủ. Em này thì có trang bị điều hòa auto. Đấy, điều hòa auto, sửa kính trước sau. Màn hình đây, đầu đài CD tích hợp bản đồ định vị nha. Em này thì có trang bị đề nổ start top này, vô lăng ba chấu, trang bị hai túi khí. Xe khá là cứng và đẹp luôn. Đấy, bác nào mà không thích túc sơn thì có thể tham khảo sang một dòng xe Sport S này nhá. 5 chỗ gầm cao, 430 triệu đồng, đúng không ạ? 430 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Kia Sport S đẹp như này. Đấy, thả tim thả like đẩy view mạnh lên cho em đi được các bác. Thả tim thả like đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Sport S 5 chỗ gầm cao nhá. Đây, ngay bên cạnh đây thì em đi đang có một siêu phẩm Mẹc này. Bác nào thích những dòng xe hạng sang không ạ? Thì em đi đang có một siêu phẩm nhá. Mẹc C 250. Đấy, 250. Đời 2009, em này là đã lên máy mới rồi, máy CGI. Đấy, những cái la răng đúc dạng thanh mảnh nhìn cực kỳ đẹp luôn. Biển 30G nhá, biển Hà Nội đẹp luôn. Xe thì có lốp sơn màu xám đá, đúng không ạ? Đăng kiểm dài, xi nhan trên gương. Đối với dòng Mẹc thì các bác biết rồi, ngọn xe từ cái phần thân vỏ cho đến phần nhựa cứng này hay phần da của nó nhá, thì dù là đời 2002 2003 nó đã như mới rồi, đừng nói gì đến 2009 2010. Đấy, em này thì đèn bi xe lông theo xe, có rửa đèn pha này, rồi trang bị cảm biến quanh xe này. Em này thì còn có trang bị cả chế độ đèn niếc các bác nhá, chế độ đèn niếc luôn. Và máy CGI rồi thì là dòng xe, dòng máy tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, 1.8 đối với Mẹc thì các bác cứ bảo sợ là ăn nhiều xăng, nhưng thực ra thì nó chỉ xơi vào tầm 8 lít thôi các bác nhá. Chỉ xơi vào tầm 8 lít thôi trên 100 km đường trường. Và em đi đang chào bán chiếc Mẹc C250 này với mức giá là 379 triệu đồng. Anh Minh Duy ơi, tất cả các mẫu xe tại chợ nhà em đi bán đều có cam kết cho anh, nên anh cứ yên tâm luôn, đúng không ạ? Em đi đều có cam kết cho anh luôn là gì ạ? Xe không đâm xô, không tai nạn và chuẩn chỉ về pháp lý các bác nhá. Chuẩn chỉ về pháp lý, các bác có thể về rút hồ sơ sang tên đổi chủ bình thường và chịu trách nhiệm phạt nguội cho khách từ khi khách nhận xe trở về sau. Nên là anh cứ yên tâm luôn. Không biết các cửa hàng khác như thế nào, nhưng mà cửa hàng của em đi sẽ gì ạ? Có cam kết và trên văn bản người mua người bán anh nhá. Nên anh là anh cứ yên tâm bác Minh Duy nhá. Nguyễn Văn Dầu ơi, số tự động ạ. Đây, số tự động đây nha. Số tự động thì em đi đang có một siêu phẩm luôn, một chiếc xe i10 đây, 2018 bản bản bay các bác nhá. Em này là bản, không phải gọi là bản bay mà bản 1.0. Đấy, 2018 số tự động này, la răng đúc đẹp luôn. Đấy, lốp lắp mới, có trang bị xi nhan trên gương rồi. Em này thì tay nắm cửa ốp mạ chrome rồi. Đây, ghế da hai màu xịn sò luôn, chân nỉ zin, vô lăng ba chấu này. Số tự động đây các bác nhá. Đề nổ start top xịn sò, màn hình cảm ứng táp ly táp lô đẹp luôn. Một chiếc i10 2018 em đi đang chào bán với mức giá là 375 triệu đồng nhá. 375 triệu đồng, bác Nguyễn Văn Dầu nhá.
Bác Núi Thanh ơi, qua tiết 2010 hay 2011 hay không? Bác Nguyễn Thanh ơi, tiết 2011 đúng không ạ? 2011 thì em đi đang có một siêu phẩm 2013 form mới anh nhá, số sàn và với mức giá 379 triệu đồng. Đây, Y10 cho bác nào vừa hỏi em đi này. Em đi đang có thêm một chiếc Y10 sedan 2 đầu đời 2018 đây. Các bác nhìn giúp em đi nhá. Lên Na Răng rồi, 4 quả lốp mới. Đấy, em này thì lên form mới nhá. Lên 2018 form mới rồi. Và dòng xe này form mới thì là dòng xe lắp ráp tại Việt Nam. Xe có nút sơn màu bạc đẹp luôn. Lên ghế da rồi nhá. Trước này thì bác chủ đã lên một bộ ghế da rồi này. Đấy. Lên một bộ ghế da đẹp trần nỉ, màn hình cảm ứng và trang bị cam đùi đầy đủ rồi. Vô lăng ba chấu với mức giá 299 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Y10 sedan 2 đầu nhá. Xe cực kỳ cứng và đẹp luôn này, bác nhìn này. Đấy, cửa đóng mở chắc nịch luôn. Đúng không ạ, cửa đóng mở chắc nịch luôn. Đấy, các bác vào xem like, thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Thả tim thả like đẩy view mạnh lên nào. Đây, bán tải thì em đi đang có thêm một siêu phẩm đây nha. Một chiếc bán tải Isuzu D-Max đời 2016, số tự động 2 cầu. Đúng không ạ, em này thì là một chủ sử dụng từ mới, máy số zin, biển Hà Nội đẹp, sơn zin tới 95% nhá, lốp mới cả dàn, là răng đúc đẹp, vừa chạy hết rốt đà, các bác ơi, vừa chạy hết rốt đà. Và trước này thì bác chủ cũng độ lên rất nhiều đồ chơi rồi, đầu đài màn hình, cam hành trình và cam lùi đầy đủ, lắp thùng cao luôn, đấy. Isuzu D-Max số tự động 2 cầu, em đi đang chào bán với mức giá là 535 triệu đồng, đời 2016, đăng ký lần đầu 2017 nha. 2016 đăng ký lần đầu 2017. Em chào bác Nguyễn Thế Công nha, em chào anh. Atis 2013 1.8 nha anh ơi. Bác Núi Thanh ơi, 1.8 nha, 379 lên form mới rồi, máy số zin luôn. Anh nhá. Các bác ơi vào xem like, thả tim thả like để view mạnh lên cho em đi nào. Mỗi một bác dành những lượt like và lượt chia sẻ lên ủng hộ em đi một chút xíu nhá. Đấy, Innova có rồi này, Captiva có rồi này, đấy Kia Sorento này. Rồi xem chiếc Y30 này thì em đã chốt cho một bác chủ ở trong quê hương Bình Phước rồi. Đang cho đi rút hồ sơ để ship xe vào cho bác nhá. Xe cực kỳ là đẹp luôn, 2009, bản full crown luôn. Đấy. ASEAN thì em đi có thêm một siêu phẩm nữa đây này. ASEAN 2011 nha, phiên bản số tự động, động cơ 1.4, màu xám đá đẹp và với mức giá 333 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm ASEAN số tự động biển 89A các bác nhá. Các bác mà đang quan tâm và tìm mua mẫu nào thì cứ vào comment lên được không ạ. Quay cho anh xem con Atis, anh Núi Thanh ơi. Atis thì thực sự luôn là hiện tại bây giờ đang không có ở chợ anh ạ. Nếu mà anh thực sự quan tâm thì ai book em đi nhá, sau buổi live em đi sẽ gửi hình ảnh và gửi video chi tiết cho anh được không ạ. Em xin chào bác Đỗ Nghĩa nào. Con nào vừa rẻ vừa ngon, không cần đẹp dưới 200, với tầm tiền đó thì anh có thể mua được Morning nhá anh ơi. Đúng ạ. Em xin chào anh Đỗ Nghĩa này. Em xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu của em đi. Em Ly đây nhá. Tầm 200 triệu thì bác có thể mua được một chiếc Kia Morning đời 2015 nhà em đi nhá. Màu đỏ đẹp luôn, form mới rồi, lên form mới rồi. Và với mức giá là 195 triệu đồng thôi là anh có thể dinh được ngay một siêu phẩm đấy rồi. Ok không ạ? Các bác ơi, em Ly đây nhá. Em Ly đây rồi. Sau mỗi lần live stream thì em Ly sẽ lại quay lại cam để trò chuyện với các bác một chút xíu rồi em Ly sẽ xuống live nhá. Các bác mà còn câu hỏi nào hay là còn quan tâm tới những dòng xe nào thì cứ comment đi ạ. Em đi sẽ trò chuyện với mọi người một lúc thì em đi sẽ xuống live. Rất mong là trong mỗi cái buổi live stream này thì em rất mong là các bác hãy vào thả tim này. Đấy, like và follow kênh. Follow kênh của em đi nhá, để mỗi khi là em đi lên live stream này, các bác có thể nhận được những cái thông báo là em đi đã lên live stream. Và mọi người chỉ cần ấn vào đó thôi là có thể tham xem xe rồi, đúng không ạ? Xem rồi. Thực sự luôn là rất nhiều bác là lên xem live là đang có nhu cầu mua xe. Đấy, và các bác mà comment lên thì lại càng là những cái bác mà đang có nhu cầu mua xe thực sự luôn. Đấy là mặc dù là cũng ngày nào cũng xem like nhiều fan cứng lắm ạ. Em đi rất nhiều fan cứng luôn đấy. Vì là các bác ấy có xem rồi và thứ nhất là gì ạ? Xe nó chưa phù hợp này. Chưa phù hợp với lại cái yêu cầu của khách này. Rồi cái giá thành tiền nó cũng chưa gì ạ? Tài chính nó chưa đủ chẳng hạn. Đấy, hoặc là nhiều cái là thích con này rồi nhưng mà tài chính mình lại có nhiều hơn thì mình muốn muốn để mình tìm được một cái dòng xe là nó cao tiền hơn nữa. Thế nên là các bác ơi, bác nào mà đã và đang thực sự quan tâm và cần mua xe thì cứ ai book em đi. Em đi có gì ạ? Em đi vẫn có thể tìm được xe cho mọi người mà, đúng ạ. Xe ở bãi mà không có thì em đi có
tìm ở các bác dân để bắt cho các bác những cái siêu phẩm mà nó vừa hợp túi tiền và vừa hợp phù hợp với lại cái gì ạ, dòng đời mà mọi người cần tìm nhá. Nên là các bác yên tâm, hãy liên hệ ngay cho em đi theo số hotline 0866 558 622. Em đi sẽ hỗ trợ tư vấn và diện đặt lịch xem xe cho các bác. Đấy, các bác mà muốn đến tại chợ xem xe thì hãy gọi cho em đi sẽ chỉ đường cho các bác nhá. Ở nhà em đi hiện tại bây giờ thì có tầm trên 150 đầu xe thôi, và với mức giá dưới 58 triệu đồng trở lên là có thể mua được những cái dòng xe nhà em đi rồi. Và tất cả đúng không ạ, những cái dòng xe mà nhà em đi bán ra thì đều có cam kết các bác nhé, cam kết trên văn bản luôn. Nên là các bác cứ yên tâm đến xem xe và trải nghiệm cái chất lượng xe và cái dịch vụ tại chợ nhé. Ok không ạ, em cảm ơn bác Nguyễn Trọng Linh này. Chắc bây giờ thì bác Minh Duy ơi, quay con xem Vios đi. Bác Minh, con mới xong xe gì, giá bao nhiêu? Con mới xong xe gì là giá bao nhiêu khó nhỉ? Vì thực sự luôn là các bác muốn mua xe hay là gì thì các bác phải tìm hiểu và chị chỉ nhá. Ok, quay lại con vừa xong anh xem. Bác Lưu Văn Cường ơi, quay lại con vừa xong anh xem là chiếc này à anh ơi? Đây phải không ạ? ASEAN 2011 nha, ASEAN 2011 phiên bản số tự động, động cơ 1.4 màu xám đá luôn. Và dòng này là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc biển 89 này. Em đi đang chào bán với mức giá là 333 triệu nhá, 333 triệu nhá. Anh Lưu Văn Cường nhá, đúng ạ. Còn anh Minh Duy ơi, quay Vios ạ, ok luôn. Vios thì hiện tại em đi đang có hai chiếc, một chiếc đời 2015 màu bạc lẻ, tư nhân sử dụng, máy số zin, gầm bệ sáng luôn. Em đó là hình như là biển 20 thì phải, biển 20 hay 22 nhỉ? Đúng ạ. Và với mức giá là 345 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc Vios đây. Đang đi để quay siêu phẩm đây này. Hai chiếc xe này thì ở ngay đầu lên nhưng em đi chưa cả quay luôn. CX này, biển đời 2012 này. Đây đây, CX đời 2010 này, và bên đây là một chiếc Cruy 2012 nhà em đi luôn. Em CX này thì đã lên form mới rồi, đẹp cực kỳ luôn các bác ạ. Đấy, lên form Cruy bao đẹp luôn, 2010 nha, máy chất luôn. Đấy, biển 26A và với mức giá 255 triệu đồng nhá. Còn bác Minh Duy ơi, đây Vios của bác đây, Vios của bác đây nhá, 2015 phiên bản số từ số sàn, bản E xịn sò luôn, đăng kiểm dài, lên phun đồ chơi rồi, là răng đúc, bốn con lốp mới, phanh hai bên chống bọc cứng, bốn bánh xi nhan trên gương. Trước này thì bác chủ cũng lên được màn hình cảm ứng này, màn hình cảm ứng, màn hình OLED xịn sò đó, và cam hành trình, cam lùi đầy đủ, đúng không ạ? Đăng ký 5 chỗ ngồi, xe không khoan đục. Với mức giá là 345 triệu đồng nhá, biển 22A đây. 345 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Vios, đúng không ạ? Các bác vào xem like, thả tim thả like lên. Bác Lưu Văn Cường ơi, xe tự động đúng rồi nhá. Trước đó là số tự động nhá. Tự động thấp nhất bao nhiêu ly? Tự động mà thấp nhất nhà em đi thì có 238 triệu đồng là anh có thể dinh được ngay một siêu phẩm CX rồi. Một chiếc CX đời 2009 nhá, bản nhập khẩu, full cửa lock, đúng không ạ? Full cửa lock luôn. Đấy. Em xin chào bác Bùi Văn Bản, em muốn tìm hiểu về Y10 2015. Y10 2015 thì em đi có số sàn bản đủ, màu trắng, lên full đồ chơi rồi, màn hình cam hành trình, cam lùi đầy đủ, và với mức giá là 259 triệu đồng nhá. Bác Bùi Văn Bản ơi, bác quan tâm thì iBook em đi đi. Sau buổi live em đi sẽ gửi hình ảnh và gửi video chi tiết cho bác. Còn ngay đây nữa này, ngay đây thì em đi mới về thêm được một siêu phẩm Y Vios 2018 nữa, vừa mới về thôi. Bác nào mà thích mộc thì có thể gì ạ, tham khảo sang em này này, và em đi mời các bác đến xem xe luôn. Tư nhân sử dụng không khoan đục đây, tư nhân sử dụng không khoan đục cho các bác đây. Một chiếc Vios đời 2018 bản E xịn sò luôn nhá, màu vàng cát luôn này, 18A không khoan đục đây, xe không khoan đục của các bác đây, la răng đúc đẹp, bốn quả lốp mới, xi nhan trên gương, trang bị cả phanh ABS chống bốc cứng đầy đủ rồi. Và em này các bác nhìn này, đăng kiểm nhá, tháng 12/2022 này, và cũng đã lên được màn hình cảm ứng rồi, lên được một màn hình cảm ứng và cam lùi đầy đủ, thảm trải táp lô đẹp luôn đấy, củ số đây, củ số sắc nét luôn, áo số đây nhá, ghế da xịn sò rồi, trần 3D chống nóng. Em đi đang chào bán chiếc Vios 2018 bản E với mức giá là 385 triệu đồng nhá, 385 triệu đồng. Bác Bùi Văn Bản ơi, Y10 thì đây, nếu mà tầm tiền hơn 200 triệu thì bác cũng có thể tham khảo sang một chiếc này. Y10 đây,
2016 bản 2016 nhá, máy số zin luôn và xe có nút sơn màu đỏ đẹp này. La răng đúc, 4 quả lốp mới lên màn hình rồi và cam lùi đầy đủ. Đây, các bác nhìn có đẹp không ạ? Em này là phiên bản hatchback nhá, i10 là phiên bản hatchback 2016 máy số zin. Em đi đang chào bán mức giá là 229 triệu đồng, đúng không ạ? 229 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho chiếc xe i10 này rồi. Em xin chào bác Pi Lê này, Civic 208 à. Ở Civic thì em chỉ còn 207 ấy nhá, số tự động, động cơ 1.8 màu đen và em đi đang chào bán với mức giá là 250 triệu đồng nhá. 250 triệu đồng. À, bác Đông Nguyễn ơi, Vios 2018 bản E nhá, em đi đang chào bán là 385 triệu đồng nhá anh nhá. Các bác ơi, vào xem like, thả tim, thả like, đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Cho xem i10 đi ạ. À, bác Bùi Văn Bản ơi, em vừa mới quay cho anh luôn rồi đấy. Em vừa mới quay i10 cho anh luôn rồi đó. Đấy. Thả tim, thả like, đẩy view mạnh lên nào các bác ơi. Wow. À, không biết hôm nay làm sao nó lại mệt thế nhở, nó lại hết hơi. Đúng không ạ? Đây, em đi lại quay lại đây rồi. Vios 350 triệu. Anh Thái Dương ơi, không thể gì ạ, 350 triệu em đi không thể bán được nhá. Một chiếc xe Vios thì nó là dòng xe quốc dân rồi, nó quá giữ giá. Một con xe mà bảo em đi bớt tới 350 là bớt của em đi 35 triệu đúng không ạ? Bớt của em đi 35 triệu thì không thể nào được. Bác Thái Dương nhá, cố lên anh nhá. Đây, anh lại anh Tony Nguyễn ơi, lại quay kỹ 10 đỏ ạ. Trời ơi, bác Tony bây giờ là đang phân vân giữa dòng xe CDX hay 10 đúng không? Em thấy bác hỏi hai con rồi. Đây, 2016 máy số zin luôn, là răng đúc đẹp này. Đây, 4 quả lốp này, các bác nhìn này, rãnh còn sâu nhá. Có trang bị xi nhan trên gương rồi, tay nắm cửa viền chân kính ốp mạ chrome rồi. Đây, ghế nỉ zin nguyên bản, đúng không ạ? Chiếc này là ghế nỉ zin, trần nỉ, vô lăng ba chấu xịn sò rồi, lên màn hình cam lùi đầy đủ nha. Thảm trải táp lô, củ số đây. Em này là xe tư nhân sử dụng nhá các bác nhá, tư nhân sử dụng không khoan đục. Đấy, đây, các bác nhìn này, ốp lốp đây, có nhìn thấy đẹp không ạ? 2016 em đi đang chào bán với mức giá là 229 triệu đồng nhá, bác Tôn Linh Nguyễn nhá. 229 triệu đồng. Anh Thái Dương ơi, đây Vios của anh đây. Đúng không ạ? Biển 18A lên màn hình, lên cam lùi rồi. Lên màn hình, lên cam lùi, bản E xịn xò đây. Đấy, có cả ốp cụm đèn hậu phía sau này, ốp cả rìa cụm đèn pha luôn. Đấy, tay nắm cửa cũng ốp mạ chrome rồi, có trang bị đèn chắn mưa đầy đủ đây nhá. Đúng không ạ? Sơn si mỏng tang như này cơ mà, sơn zin nhá. Em này là sơn zin nguyên bản, la răng đúc đẹp luôn này. Trang bị phanh ABS chống vô cứng đầy đủ, đúng không ạ? 4 quả lốp như mới luôn. Đi vào đây xem nào, vào nội thất nào để cho các bác được xem này. Một túi khí, hai túi khí, đúng không ạ? Em này trang bị hai túi khí này, trần 3D, ghế da đây. Các bác nhớ, ghế da, sàn trải đầy đủ. Đấy, bật lên xuống ốp mạ chrome. Đây, bật lên xuống ốp mạ chrome rồi. Tất cả những cái đường táp ly, táp lô đều gì ạ? Đều là may giả da bao đẹp rồi. Đấy bác nhá. Bùi Văn Bản ơi, em vừa thoát ra cho em xem lại. Anh Bùi Văn Bản ơi, anh đang muốn xem lại con nào ấy nhở? Đây nhá, 385 triệu đồng cho một chiếc Vios E đời 2018 nhá. Anh Thái Dương nhá. Bác Nguyễn Chi, Nguyễn Chí Cường ơi, có con nào tầm 5 chỗ, tầm 450 hay không ạ? Anh ơi, 5 chỗ gầm cao tầm 450 thì em đi có, đúng không ạ? Một chiếc Kia Sportage đời 2011, 435 triệu đồng. Và em đi có cả một chiếc Tucson nhá, đời 2010, màu nâu vàng và với mức giá là 438 triệu đồng, anh Nguyễn Chí Cường nhá. Nếu mà anh quan tâm thì hãy gì ạ, iBook em đi. Sau buổi live em đi sẽ gửi hình ảnh này và gửi video chi tiết để cho bác xem xe nhá, đúng không ạ? Tầm đó thì anh có thể mua được hai siêu phẩm nhà em đi. Sportage này và Tucson, anh Nguyễn Chí Cường nhá. Bác Bùi Văn Bản đang muốn mua xe, xem xe gì nhở? Bác đang muốn xe i10 ạ. i10 đây anh ơi, i10 đây, 2016 nhá, máy số zin luôn, máy số zin luôn, la răng đúc đẹp, lốp láp mới, đèn sáng như gương luôn, xe có lốp sơn màu đỏ này, tư nhân sử dụng không khoan nhá,
tư nhân sử dụng, ghế ra là ghế nỉ zin, lên màn hình cảm ứng rồi, có trang bị cam lùi đầy đủ. Đấy, xe cực kỳ là sạch và đẹp luôn. Và em đi đang chào bán với cái mức giá là 229 triệu đồng bác Bùi Văn Bản nhá. À, bác Thái Dương ơi, em bác Bùi Văn Bản nhá. 229 triệu đồng là em đi có ngay một siêu phẩm này cho anh rồi. Xem lại i10 máy 1.2 à? i10 máy 1.2 là con sedan à bác Bùi Văn Bản. Bác Thái Dương ơi, nếu mà anh đã thực sự thiện chí và đang thích con này và nó là mộc nguyên bản luôn, đây chính là mộc nguyên bản nhá, em đi chưa hề dọn rửa luôn vì mới về ngay buổi chiều tối hôm nay. Đấy, các bác nhìn là xe nó còn bụi bẩn kinh khủng khiếp luôn. 385 triệu đồng, anh để lại số điện thoại đi. Anh Thái Dương nhá, để lại số em đi số điện thoại. Đấy, để lại cho em đi số điện thoại, em đi sẽ gọi điện cho anh sau buổi live để bàn về giá và thương lượng về giá nhá. Bác Bùi Văn Bản ơi, số sàn sedan à? i10 1.2 thì em đi có một chiếc màu đen đây, sedan hai đầu, màu đen đẹp nhá. Và chiếc này thì là bản đủ, đúng không ạ? Có trang bị xi nhan trên gương này, có trang bị la răng đúc đẹp. Đấy, còn có cả túi khí rồi, đề nổ startup xịn sò. Đấy, tay nắm cửa ốp bạc chrome sáng bóng luôn. Đây, có nhìn này, màn hình cảm ứng đây nhá. Đấy, một chiếc xe i10 sedan hai đầu, một động cơ 1.2 luôn. Đây, chân nỉ zin, còn bọc nguyên lên lông này. Lên một bộ ghế da hai màu rồi, bác chủ lên màn hình cam lùi rồi, tắp đi tắp lô đẹp luôn. Đấy, bậc lên xuống ốp mạ chrome sáng bóng luôn. Chiếc này là sơn xi màu đen nhé, sedan hai đầu. Và với mức giá là 295 triệu đồng, đúng không ạ? 295 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm i10 sedan hai đầu đấy nhá. Anh Bùi Văn Bản nhá, màu đen đẹp luôn. Vâng ạ, sedan hai đầu đây anh nhá. Có con nào 7 chỗ tầm 400, tầm 7 chỗ 400 thì anh cố lên, đúng không ạ? Cố lên thì em để cho anh một chiếc i10, một chiếc Innova 2015 này, máy số zin, 418 triệu đồng. Và em đi có thêm một chiếc Orlando nữa 2017 nhá. Có thêm một chiếc Orlando 2017 số tự động LTZ với mức giá là 435 triệu đồng. Bác Hoàng Sinh nhá, trời ơi. Wow. Thực sự luôn là em đi đã dừng lại rồi và muốn kết thúc live rồi, dừng live rồi nhưng mà mọi người hỏi nhiều quá. Em đi vẫn chưa xuống được live. Đấy các bác ơi. Thực sự luôn em đi đã hết hơi rồi. Bây giờ là hết sạch hơi rồi, không còn cả hơi nữa rồi. Ok anh Thái Dương nhá. Em đi có số của anh rồi thì sau khi em xuống live thì em đi sẽ gọi điện cho anh để bàn về giá nhá. Còn bây giờ nói không ra hơi nữa rồi. Hẹn các bác vào 6:30 ngày mai em đi lại tiếp tục lên sóng để báo giá tất cả các mẫu xe tại chợ các bác nhá. Hãy thì ạ, nhớ follow kênh của em đi đúng không ạ? Nhớ follow kênh của em đi để mỗi khi em đi lên livestream là các bác có thể gì ạ, nhận được cái thông báo trực tiếp. Đấy, nhanh gọn lẹ luôn. Bác Doanh Hoàng ơi, i10 hatchback số tự động. i10 hatchback số tự động thì em đi đang có 2018 nhá, màu đỏ đúng không ạ? Và với mức giá là 375 triệu đồng anh nhá. Bác Danh Hoàng nhá, ok chắc em đi xuống like nhá. Hẹn gặp lại mọi người đi. Các bác ơi, thả tim thả like đúng không ạ? Anh Bùi Văn Bản ơi, số đi hotline của em đi đã ghi ở trên màn hình đây anh. Em đi ghi ở trên màn hình rồi đó. Đây 0866 này, 558622 là số điện thoại của em đi đây nhá. Ok không ạ? 0866 558622 là số điện thoại của em. Hãy alo ngay cho em đi khi mà các bác mà đang thực sự cần và đang thực sự muốn mua xe. Em đi sẽ xuống like nhá, thả tim mạnh lên mọi người ơi, đúng không ạ? Mùng 2 hoan hỉ này thì em đi kính chúc toàn thể quý khách hàng thân yêu của em đi một tháng mới nhá, may mắn đấy và lúc nào cũng gì ạ, trong công việc hay là trong tình cảm đấy, hay là trong gia đình thì luôn được suôn sẻ nhá và thành công. Hẹn gặp lại các bác vào 6:30 ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại nhá, bye bye. Thả tim mạnh như nào mọi người ơi, ok không ạ? Thả tim mạnh lên nhá, bye bye.